hàng đẹp dùng lên chưa nghe khách yêu lên chưa lên 8 đời rồi. Thì cô để cái áo cho đứa thấy được. Không phải, quên. Không sao, không sao hết. Chưa ra đây đâu. Chị ít cơm ơi. Con kêu cho bà nhắm mua lắm. Chào mấy chị đang xem live nha. Ai xem live chấm bài giùm em nha mấy chị. Xem live chấm bài giùm em nè. Em tên cho mấy chị Mạnh Von Hoa đầu like nha. Von Hoa lóc lên áo kiểu vài năm giùm em nha mấy chị. Von Hoa rơi giùm em nè. Cái này em còn được 3,5 mét nha mấy chị. 3,5 mét Von Hoa giùm em. 3,5 mét Von Hoa nền kem giùm em nha. Cái này là hoa nền kem giùm em nè. Mấy chị lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nha. 3,5 mét 3,5 mét 39,000 à, lấy thì chốt lên giùm em mã 39 nha mấy chị. 39,000 lấy thì chốt lên giùm em mã 39 nha. 39,000 3,5 mét lấy hết thì chốt không thì chi giùm em nè. Hoa lên đầm cho bé rất là xinh luôn, lên một cái đầm tầng cho bé nha mấy chị. 3,5 mét 39,000 lấy hết thì chốt không thì chi giùm em nha. 3,5 mét 39 cho chị Nhã Lam nè. Em có mảnh lụa họa tiết nha mấy chị, lụa họa tiết giùm em nha. Lụa họa tiết này em còn đủ áo thôi nè. Lụa họa tiết này em còn được 1 mét đủ áo nha. Chắc co giãn cho mấy chị luôn nha. Họa tiết đủ áo. Họa tiết rất là sang luôn. Em chào chị Vĩ Dương nè. Chào chị Nhã Lan nha. Mấy chị xem like chấm bài lên giùm em nha. 18,000 nha mấy chị. 18,000 18,000 1 mét đủ áo thôi. Ai lấy áo thì chút lên giùm em mã 18 nha. 18,000 giùm em nha mấy chị. 18,000 18 cho chị Vĩ Dương nè. Em còn mảnh Von Hoa nha. Von Hoa giùm em nha mấy chị. Von Hoa. Von Hoa này em còn được 2 mét luôn nha. 2 mét Von Hoa nha mấy chị. Lót lên áo kiểu váy đầm nè. Von là phải lót giùm em nha. 2 mét. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 27. 27,000 hoa nha mấy chị. 27,000. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 27 nha mấy chị. 27,000 hoa. Hoa rất là sang luôn mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27 nha. 27,000 hoa giùm em nha mấy chị. 27,000 lấy thì chốt lên giùm em mã 27 nha. Em còn mảnh đuổi nha mấy chị, đuổi hoa giùm em nha. 27 cho chị Hoàng Lê nè. Em còn mảnh đuổi hoa nha, đuổi hoa chùm nè mấy chị, màu xanh chai giùm em, màu rất là xinh luôn. Lên một cái đầm nha, cái này em còn được 3 mét luôn mấy chị. 3 mét nhân lên một cái đầm, hoa rất là sang luôn mấy chị ơi. Hoa rất là đẹp luôn nè, 3 mét. Em chào chị Trần Nhi nha. 3 mét hoa này là 54,000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 54 nha mấy chị. Chắc đuổi nó hơi dài dạng nhưng mà mấy chị lên một cái đầm thiết kế rất là giá chạy luôn nha. 3 mét 54,000 lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. 3 mét 54,000 lấy thì chốt lên giùm em mã 54. 54,000 3 mét giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 54 nè. 54,000 54 cho chị Trần Nhi nè. Em có mảnh thô nha mấy chị, thô nha.
Thô này là lá giùm em. Thô lá lên đồ bộ này. Cái này lên đồ bộ váy đăng giùm em nha. Lên đồ bộ rất là mát luôn mấy chị. Cái này em còn 2,5 mét nha. 2,5 mét thôi giùm em nha mấy chị. Lên đồ bộ rất là mát luôn. Ai lấy thô thì chốt lên giùm em nha. Thô. Xin chào chị Quỳnh Giao này. Ai lấy thô thì chốt lên giùm em mã 37. 37.000 2,5 mét nha mấy chị. 37.000 2,5 mét. Ai lấy thô thì chốt lên giùm em mã 37 nha. 37.000 giùm em thô nha. 37.000 lấy thì chốt lên giùm em mã 37 nha. 37.000 giùm em nè. Em có mạnh theo nha. Von này là von von S giùm em nha mấy chị. Von S giùm em nè. Von F hạt giùm em nha. Cái này em còn đủ áo. Em còn được 1 mét đủ áo này. Hay mấy chị lên áo kiểu không thì mấy chị lên một cái đầm cho bé nha. Lên một cái đầm cho bé rất là xinh luôn. 37 cho chị Quỳnh Giao nha. Ai lấy von F thì chú lấy giùm em mã 15. 15.000 von F nha mấy chị. Cái này là nền màu kem giùm em nè. Lên áo kiểu không thì lên váy đầm cho bé nha. 15.000. Lấy thì chú lấy giùm em mã 15 nha mấy chị. 15.000 này. Lấy thì chú lấy giùm em mã 15 nha. Em còn mảnh mango hoa tím nè mấy chị. Mango hoa tím nha. Mango hoa tím nè em còn được 1,5 mét nha mấy chị. 1,5 mét mango hoa tím lên đồ hoặc là lên một cái đầm suông giùm em nha. Lên đồ đồ hoặc là một cái đáy đầm suông giùm em nè. Mango hoa tím nha. Màu này nhã giùm em nha mấy chị. Màu nhã. 24.000, ai lấy thì chú lấy giùm em mã 24 nha. Không thì mấy chị lấy một cái đầm cho bé cũng rất là xinh luôn nha. 24.000. 24.000, 1,5 mét lấy thì chú lấy giùm em mã 24 nha. Chắc mango đẹp dày dặn cho mấy chị luôn. 24.000 giùm em. Lấy thì chú lấy giùm em mã 24 nè. 24.000 nha mấy chị ơi, 24.000. 24 cho chị Quỳnh Giao nè. Em còn mảnh von phối nhũ nha mấy chị. Von phối nhũ giùm em. Von hoa phối nhũ nha. Này em còn đủ áo thôi. Này em còn được 1,3 mét nha mấy chị. 1,3 mét von phối nhũ. Em còn đủ áo kiểu. Ai lên, ai canh may lên được áo kiểu thì chốt lên giùm em nha. Con chào cô Hoàng Thiệp nè. 1,3 mét 16.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 16 nha. 16.000 giùm em nha mấy chị ơi. 16.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 16. 1,3 mét thôi. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 16. 16.000 giùm em nha. 16.000. Em còn mảnh mango nữa nha mấy chị. Mango hoa trắng giùm em nè. Mango hoa trắng nha. 16 cho chị Hoàng Linh. Em còn một mảnh cho chị Hoàng Linh nha. Cho chị coi mã 3123. Cái này là satin giùm em nha chị ơi. Thích satin dài dạng giùm em. Co giãn mát cho mấy chị luôn. Lên đồ pyjama rất là đẹp luôn chị. Lấy dây kèm mét lên giùm em nha. Mango hoa trắng nha mấy chị. Mango hoa trắng là em còn được 2 mét này. 2 mét. Chắc mango loại 1 dày dặn cho mấy chị luôn. Lên một cái đầm rất là sang luôn. Hoa trắng là hoa to giùm em nha. Lên đầm rất là sang luôn nè. 2 mét. Ai lấy mango thì chốt lên giùm em mã 37. 37 nha mấy chị ơi. 37 nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 37. 37 nha. 2 mét nha. Lấy thì chốt lên giùm em nè, 37. Ok, cho chị 2 mét nha. Cho chị Trần Trinh 2 mét nha. Satin nè. 37.000 mango nha mấy chị. Hoa này lên đầm rất là sang luôn. Lấy thì chốt lên giùm em nha. 37 nè. 37 cho chị Hoàng Lê nha. Em còn mảnh hoa cúc nha mấy chị. Em còn mảnh hoa cúc nè. Lụa hoa cúc giùm em. Lụa hoa cúc lên đồ bộ váy đầm nha mấy chị. Lụa hoa cúc lên đồ bộ váy đầm giùm em nè. Lụa hoa cúc này em còn được 3,5 mét luôn nha. 3,5 mét mấy chị lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em 3,5 mét. Lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em nè. 3,5 mét 57.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 57. 57.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 57 nè. 57.000, 3,5 mét hết thì chốt, không thì chia nha. 57.000. Lấy thì chốt cái giùm em mã 57. 57.000 giùm em nha mấy chị. 57.000. 57 cho chị Trần Trinh nè. Em có mảnh von hoa nè mấy chị. Von hoa nhí giùm em nha. Này mấy chị rót lên áo kiểu váy đầm rất là xinh luôn nè.
57 em hết nha mấy chị. Chọn mảnh khác giùm em. Này em còn được 1m3 mấy chị, 1m3 nha. Em lên áo kiểu giùm em nè, con hoa nhí. Hoa này rất là xinh luôn mấy chị, lên đầm cái đầm ngắn ngắn mấy chị rất là xinh luôn nha. À, lấy von thì chú nó giùm em nè, em còn được 21.000 á. 21.000 1m3 nha mấy chị, 21.000 1m3. Lấy thì chú nó giùm em nha mấy chị, lấy thì chú nó giùm em mã 21 nè. 21.000 1m3 giùm em, lấy thì chú nó giùm em mã 21. 21.000 giùm em. Em có mảnh lụa lon nè mấy chị. Lụa lon nha. Lụa lon này em còn đủ áo luôn. Lụa lon này em còn được 1m2 đủ áo nha mấy chị. 1m2 đủ áo. Lon này rất là sang luôn mấy chị. Mấy chị thấy nó đẹp không nè. Hoa lon này rất là đẹp luôn nha. 1m2 đủ áo thôi. Ai lấy áo thì chú lên giùm em mã 22. 22.000 đủ áo nha mấy chị. Lấy thì chú lên giùm em mã 22. 22.000 lên áo kiểu không thì mấy chị lên một cái chân váy nha. Lên chân váy giùm em 22.000 mã 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cái này là hoa nhí đen nha chị ơi. Hoa nhí đen chắc von lụa giùm em nha. Hoa nhí đen chắc von lụa giùm em. Chắc von lụa lên đồ bộ váy đầm đều không cần lót nha. Chắc rất là mát cho mấy chị luôn. Lấy thì kèm mét lên giùm em nha. Lên đồ cho bà cho mẹ đều được nha mấy chị. Em còn mảnh von lon này mấy chị. Von lon Gucci nha. Von lon Gucci cái này là màu kem đắt giùm em. Màu rất là đẹp luôn mấy chị. Lên đầm váy đầm áo dài đều rất là đẹp luôn. Rất là sang nha. Có chân hai đầu Gucci cho mấy chị luôn. Mã 52m cho chị Trần Trinh nè. Lên áo dài rất là sang mấy chị ơi. Cái màu này rất là đẹp luôn nha. Màu kem đất rất là đẹp luôn. Bây giờ cái hoa nhí á. Ok. À lấy Gucci thì chốt lên giùm em nha mấy chị. Cái này em còn được 3m nè. Gucci thì em còn được 3m nha mấy chị. Gucci lon. Gucci lon màu kem nắp. 2m5 lon. 37.000. Cái này 2m5 lon là cái này chị Minh Võ. Cái này là 3m nha mấy chị. 3m. 3m 27.000 giùm em nha. Vé thì chốt lên giùm em mã 27 nè. Là 37, 37 cho chị Minh Võ nha. Em còn mảnh hoa này mấy chị, hoa nha. Hoa này chắc lụa giấy giùm em này, em còn được 1m7. 1m7 hoa chắc lụa giấy mỏng nhẹ cho mấy chị luôn. Lên đồ đùi hoặc là lên một cái đầm giùm em nha. Hoa rất là đẹp luôn mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn nha. Em còn được 1m7. 1m7 22.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 22 nha mấy chị. 22.000 1m7 nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 22. 22.000 1m7 giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 22 nha. 22.000 nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 22 nha. 22 cho chị Tú Tú nè. Em có mảnh bi nữa. Bi nha. Lụa bi chắc 100 đê coi lại cho mấy chị luôn. Bi nè em còn đủ áo thôi. Bi nè em còn được 1m1 đủ áo nha mấy chị. 1m1 đủ áo giùm em nha. 1m1 đủ áo giùm em nha mấy chị. Mã 2 cái này là hoa nhí vàng chắc von lụa luôn nha chị ơi. Cái này là hoa nhí vàng chắc von lụa giùm em luôn. Lên đồ bộ váy đầm không cần lót nha. Lên đồ rất là đẹp luôn mấy chị. Lên một cái đầm rất là xinh luôn nha. Lấy thịt kìm nó lên một em nha. Bi này là 21.000 nha chị. 1m1 21.000. Lấy thịt chốt lên giùm em nha. Lên áo kiểu giùm em nè. 21.000 giùm em. Lấy thịt chốt lên giùm em mã 21. 21.000 giùm em nha mấy chị. 21.000. Em có mảnh hoa nha mấy chị. Hoa này là lụa giấy giùm em nha. Hoa đỏ lụa giấy giùm em nè. Này em còn đường 1m8 mấy chị. 1m8, 3m5, mã 2 cho chị Trần Trinh nè. 1m8 nha mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn. Lên một cái đầm xòe rất là xinh luôn nha. Lấy thì chốt lên giùm em nè mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em. 1m8, 26.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 26 nha. 26.000 nha mấy chị ơi. 26.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 26. 26 cho chị Hoàng Lê nè. Em còn mảnh lon nè mấy chị. 26 em còn một mảnh cho chị Tu Tú nè. Em còn mảnh lon nha.
Lon này đủ lên áo kiểu thôi mấy chị. Đây. Lon này đủ lên áo kiểu thôi nha. Cái này em còn được. Lon này em còn được 1,5 m luôn mấy chị. Lon này em còn được 1,5 m luôn nha. Lên một cái đầm giùm em mấy chị ơi, lên một cái đầm không thì mấy chị à, lên một cái chân váy á, mặc vào áo sơ mi kiểu á, rất là đẹp luôn nha. 1,5 m nha mấy chị, 1,5 m. Hay là đo lượng ra không? Ừ. Nếu chiều đâu có đủ đâu. Con lại sau thì 1,5 m giùm em nhanh, lên áo, lên áo kiểu váy đầm hoặc là lên một cái chân váy, lên đồ rất là đẹp luôn. 1,5 m 31,000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 31. 31,000 giùm em nha mấy chị ơi, 31,000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 31, lon rất là đẹp luôn. Lon rất là đẹp luôn nha, lên chân váy mặc vào sơ mi kiểu rất là xinh luôn nha. 31,000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 31. 31,000 giùm em mấy chị, không lấy là tiếng thắng luôn này. Chắc nó đẹp. Mà hỏi tiếng nó cũng đẹp nữa. Lấy thì chốt lấy giùm em nha. 31,000 này. 31 cho chị Quỳnh Giao này, em còn mảnh von nha mấy chị. Em còn mảnh von đen nha, có phối sọc cho mấy chị luôn. Von đen phối sọc cho mấy chị, lên một cái áo sơ mi kiểu nha mấy chị. Lên áo sơ mi kiểu giùm em. Lên áo sơ mi kiểu này em còn được 1,3 m nha. Lên áo sơ mi kiểu, rất là đẹp luôn nha mấy chị. 1,3 m. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 25. 25,000 áo nha chị. Ai áo thì chốt lên giùm em mã 25 này. 25,000. Xem hoa tím xinh xào. Chị lên mã giùm em đi chị Minh Võ ơi. Hoa tím này đúng không chị? Hoa tím này đúng không? Cái này là von giùm em nha. Cái này là von lên đầm, đầm váy áo kiểu đều phải lót giùm em nha. Lên cái gì cũng phải lót giùm em. Cái này là von nha. Von hoa mấy chị, von hoa. 25,000 giùm em nha mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 25 này. 25,000. Gucci này em còn màu khác nè mấy chị. Gucci này em còn màu khác nha. Cái màu này là màu nâu lon lon mấy chị, rất là đẹp nha. Gucci hai đầu cho mấy chị luôn. 2,5 m, 2,9 m cho chị Minh Võ nè. Gucci chân cho mấy chị nha, lên áo dài váy đầm rất là đẹp luôn mấy chị. Màu nâu lon lon giùm em nha, cái này em cũng còn được 3 m luôn nha. 3 m Gucci nha mấy chị. Mấy chị thấy cái màu không? Rất là đẹp luôn nè, lên áo dài rất là sang luôn nha. Mấy cái gọi này nó lạ lắm mấy chị, rất là đẹp luôn nè. Lên áo dài để đầm giùm em nha. 3 m. 3 m này là 42,000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 42 nha mấy chị. 42,000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 42 nha mấy chị ơi. 42,000 lên áo dài vải đầm rất là đẹp. Màu này rất là lạ luôn mấy chị. 42,000 giùm em nha. 3 m. Lấy thì chốt lên giùm em mã 42 nè. 42,000 giùm em có mảnh mango hoa nhí nè mấy chị, mango hoa nhí xanh giùm em nha. Này em còn đủ áo luôn, này em còn được 1,1 m đủ áo nha mấy chị, 1,1 m đủ lên áo kiểu giùm em nè. Mango rất là đẹp luôn nha, mango 1,1 m 17,000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 17 nha mấy chị, 17,000 giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 17 nha, 17,000. 17,000 giùm em nha mấy chị. 17 cho chị Tú Tú nè. 17 con mảnh lụa hoa nữa nha. Lụa hoa chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Em còn được 1 m đủ áo luôn nha. 1 m đủ áo chắc rất là mướt luôn chị ơi. Chắc mướt lắm luôn, hay là 100D loại 1 á, nó mướt như mango vậy á. Lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị. 18,000 nha mấy chị, 18,000 1 m đủ áo thôi. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 18 nha. Chắc rất là đẹp luôn mấy chị, 18,000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 18 nha. 18,000 giùm em. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 18. 18 cho chị Hoàng Lê nè. Em có mảnh caro họa tiết nè mấy chị. Caro họa tiết nha. Caro họa tiết này em còn được 1,7 m nha mấy chị. 1,7 m caro họa tiết. Lên đồ pyjama đùa rất là đẹp luôn mấy chị. Caro đã đẹp rồi, nó còn thêm họa tiết này rất là đẹp luôn nha. Màu đỏ nó sang mấy chị. Màu đỏ lên đồ rất là sang luôn nha. 1,7 m 30,000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 30 nha. 30,000 1,7 m nha mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 30 nè. 30,000 1,7 m giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 30. 30 cho chị Minh Võ nè.
Em có mảnh loan này mấy chị. Von giùm chị, Von chứ, Von hoa nhí giùm em nha. Von hoa nhí rất là áo kiểu váy đăng giùm em nè. Von hoa nhí giùm em nha. Cái này em còn được đủ áo mấy chị, 1m1 nha, 1m1 đủ áo. Von Trinh Phong chắc dài dạng đẹp cho mấy chị luôn. 1m1 đủ áo nha, 1m1 đủ áo. Chào cho các bạn. 16.000 ai lấy thì chú lên giùm em mã 16 nha. 16.000 giùm em nha mấy chị, 16.000. Lấy thì chú lên giùm em lên áo kiểu rất là xinh luôn nha, 16.000. Lấy áo thì chú lên giùm em mã 16 nha. 16.000 giùm em mấy chị ơi, 16.000. Em có mảnh lon nữa nè mấy chị. Lon ho to không em? Chị hỏi cái nào vậy chị? 16 cho chị Tú Tú nè. Chị hỏi cái này hả chị Tú Tú ơi? Hoa này đúng không? Cái này là hoa to giùm em nha. Mấy chị thấy không? Hoa này, cái này là von hoa to nha. Lấy thì kèm mấy lên giùm em nha. Lên áo kiểu, áo dài đều rất là đẹp luôn. Lấy thì kèm mấy lên giùm em nè. Em có mảnh lụa lon nha. Lụa lon nha mấy chị. Lụa lon này em còn được 1m2 nè. 1m2 lụa lon giùm em nha. Lên áo kiểu hoặc là chân váy này rất là xinh luôn nha. Dạ ok, lấy chị Tú Tú 1m5 nè. 22.000 nha mấy chị, 22.000 1m2 nha. Lấy thì chút lên giùm em mã 22 nha mấy chị. Lên áo kiểu chân váy đều đẹp nha, 22.000. Lấy thì chút lên giùm em mã 22. 22.000 giùm em nha mấy chị ơi, 22.000. Lấy thì chút lên giùm em mã 22. Biết rồi nè. 22.000 giùm em nha. Em có mảnh lụa hoa rơi này mấy chị, lụa hoa rơi nha. Lụa hoa rơi này em cũng còn đủ áo luôn, 1m3 nha. 1m3 lụa hoa rơi đủ áo nha mấy chị. Lụa hoa rơi đủ áo giùm em. Hoa rơi rơi nha mấy chị. Đủ lên áo kiểu giùm em nè. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000 đủ áo kiểu giùm em nha, 24.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 24 nè. 24.000 giùm em nha mấy chị ơi, 24.000. Lấy thì chú lấy giùm em mã 24. Em có mảnh thua nè mấy chị. Thua hoa lon giùm em nha. Thua hoa lon lên đồ bộ rất là mát luôn. Thua hoa lon này em còn được 1m7. Đủ lên bộ đồ đùa nha mấy chị. Lên đồ rất là mát luôn nha mấy chị ơi. Hoa lon lon này nó hơi nhã nha, nhưng mà lên đồ rất là đẹp luôn nè. 1m7. 1m7 26.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 26 nha mấy chị. 26.000 1m7 nè. Lấy thì chốt lên giùm em mã 26 nha, 26.000 giùm em. Lên đồ pyjama đùi nha, rất là đẹp luôn mấy chị. 26.000 1m7 nè, lấy thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000 giùm em nha. Em có mảnh á. Hoa chùm nha, lụa hoa chùm giùm em nè. Lụa hoa chùm này em còn được 1m3 luôn nha. 1m3 lụa hoa chùm. Coi giãn cho mấy chị luôn nha. 1m3 lụa hoa chùm. 1m3 đủ áo. Ai lấy áo thì chú lấy giùm em mã 23. 23.000 áo nha mấy chị. 23.000 đủ áo thôi. Ai lấy áo thì chú lấy giùm em mã 23. 23.000 đủ áo giùm em nha. Lấy áo thì chú lấy giùm em mã 23 nè. 23.000 áo giùm em. Em có mảnh mango hoa nhí tím nè. Vải đen hoa trên đùi. Trên đùi em hả? Đây rồi chị, hết rồi. Nghe bạn đó có khách chốt rồi chị. Em có mảnh mango hoa tím nha mấy chị. Mango hoa tím. Mango hoa tím này em còn được 1m4 nha. 1m4 mango hoa tím nha mấy chị. Lên váy đầm đồ bộ, đồ đùi nha mấy chị. Cái 1m4 mấy chị canh mê lên được một bộ đồ đùi nha. Không thì một váy đầm suông. 1m4 25.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 25 nha. 25.000 1m4 nha mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn, không thì mấy chị lên đầm cho bé. Lấy thì chốt lên giùm em mã 25 nha mấy chị, 25.000. Chắc mango rất là đẹp luôn. Em có mảnh von họa tiết nha, 25 cho chị Quỳnh Giao nè. Von họa tiết giùm em nha. Lấy lên áo kiểu, váy đầm, áo dài giùm em nha mấy chị.
em còn được 4. Em còn được 3 mét rưỡi mấy chị. 3 mét rưỡi nha. Đủ lên cái áo dài luôn mấy chị. 3 mét rưỡi đủ lên cái áo dài luôn nè. Lấy thì chốt lấy giùm em nha. 3 mét rưỡi. Lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em nha. Lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em nè. 54.000 nha mấy chị. 54.000 3 mét rưỡi. Lấy hết thì chốt, không thì chia nè. Mấy chị lót lên một cái đầm hoặc lên áo dài giùm em nha. 54.000 giùm em, lấy hết thì chốt, không thì chia nha. 54.000 3 mét rưỡi. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 54 cho chị Thanh Thuyền Trần nè. Em có mảnh đốm nè mấy chị. Đốm nha. Lụa đốm đấy em còn đủ áo nha mấy chị. Lụa đốm em còn đủ áo. Em còn được 1 mét đủ áo nha. 1 mét đủ lên áo kiểu giùm em không thì mấy chị lên một cái chân váy rất là xinh luôn nha. 1 mét. 1 mét đốm này là 16.000. Ai lấy đốm thì chốt lấy giùm em mã 16. 16.000 đốm nha mấy chị. Ai lấy đốm thì chốt lấy giùm em mã 16 nha. 16.000. 16.000 giùm em. Em có mảnh hoa nhí đen nè mấy chị. Nghe từng măng hồ. Em có mảnh hoa nhí đen nha. Cái mảnh 16 đó em bị lỗi rồi mấy chị ơi. Bị lỗi nên em bỏ ra rồi nha. Một mét mà còn. Này em còn đủ áo luôn nha mấy chị. Này em còn đủ áo luôn nè. 1 mét đủ áo nha. Lấy áo thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. Lên áo kiểu giùm em nè. Lấy thì chốt lấy giùm em nha. Áo này là 17.000. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 17 nha. 17.000 đủ áo nha mấy chị. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 17 nè. 17.000 giùm em nha. 17.000. Lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 17. Em có mảnh lon nữa nè, 17 cho chị Quỳnh Giao. Em còn được mảnh lon nha. Lon này là LV giùm em nha. Hồi nãy em có lon nhưng mà lon Gucci, bây giờ là lon LV nha mấy chị. Màu hồng. Cái này là màu hồng đỏ mấy chị. Màu hồng đỏ rất là đẹp luôn nha. Mấy chị thấy không? Lon lon rất là đẹp luôn nha. Lên áo dài em nói là bao đẹp cho mấy chị luôn. Độc lạ cho mấy chị nữa. Chị Minh Võ. Chị Minh Võ lấy cái lon này được đúng không? 3 mét luôn nha, LV này em còn được 3 mét này. 3 mét này là 41.000, lấy thì chốt lấy giùm em mã 41 nha. Rất là đẹp luôn mấy chị. Màu độc lạ cho mấy chị luôn. 41.000 giùm em nha, lấy thì chốt lấy giùm em mã 41. Ok, 41 cho chị Minh Võ nè. Em có nhiều màu lắm chị. Chị lấy hết không để em lưu ra em bán cho chị. Nè, này em có mảnh Gucci nè chị. Gucci cái màu này là cũng là màu nâu nhưng mà nâu á. Nâu đỏ đỏ mấy chị. Nâu đỏ đỏ nha, là Gucci. Cũng chứ. 3 mét giùm em. Cái này nâu còn này là đỏ. Cái này không đỏ. Đỏ bầm. Ok. Cũng là màu đỏ. Cái này là 42.000 giùm em nha, 3 mét. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 42 này. Màu này rất cũng đẹp, nó cũng rất là đẹp luôn nha. Mấy màu này nó lạ lắm mấy chị. Rất là lạ luôn, chân hai đầu cho mấy chị luôn. 42.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 42. Lên áo dài bao sang như mấy chị luôn. 42.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 42 nha. 42.000 giùm em. Em có mảnh hoa nè mấy chị. Hoa nhí nha, chất von lụa giùm em nè. Hoa nhí chất von lụa giùm em. Hoa nhí này em còn được 1 mét rưỡi nha mấy chị. 1 mét rưỡi đủ lên bộ đồ đùi. Đủ lên bộ đồ đùi. Không thì mấy chị lên một cái nằm xuông giùm em nha. Hoa rất là đẹp luôn. 1 mét rưỡi nha. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 hoa nha mấy chị. 32.000 hoa. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 32 nè. 32.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 32 nè. 32.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 32 nha. Em có mảnh lụa hoa nè mấy chị. Lụa hoa giùm em nha. Hoa lên đồ bộ váy đầm nha mấy chị. Chất này rất là đẹp luôn. Hoa này em còn được 4 mét rưỡi nha mấy chị. 4 mét rưỡi mấy chị lấy hết thì chốt không thì chia. Màu này rất là
rất là lạ luôn mấy chị. Màu này lạ giùm em nha, lên nằm rất là xinh luôn. 4 mét rưỡi lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nha. 4 mét rưỡi này là 77 ngàn. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mà 77 nha mấy chị, 77 ngàn giùm em. 77 ngàn 4 mét rưỡi lấy hết thì chốt không thì chia nha mấy chị. Cái màu này lên đầm rất là sang luôn nha. Màu này lên lạ mấy chị. Màu này rất là lạ luôn nha. Nó nhã nhã rất là đẹp luôn nè. 77 cho chị Thanh Tuyền Trần nè. Em còn mảnh mango nè mấy chị. Mango giùm em nha. Ai cột vậy? Mango hoa đen giùm em nha mấy chị. Mango hoa đen nè. Mango hoa đen này em còn được 2 mét rưỡi nha. Nhưng mà nó có một đường nối ở giữa nè mấy chị. 2 mét rưỡi nhưng mà nó có một đường nối ở giữa nha. Cái này mấy chị về canh may đủ váy năm đồ bộ đều được nha. Mango nhưng mà có đường nối như là em share cho mấy chị nha. 2 mét rưỡi mango. Ai lấy sale thì chốt lên giùm em mã sale 40 nha mấy chị. Sale 40 giùm em nha. Chắc rất là đẹp luôn, mango loại 1 mấy chị. Nhưng mà cái đường nối đó nó bị chắn ở giữa thôi, chứ mấy chị may đồ nó cũng không có ảnh hưởng gì hết trơn mấy chị. Cái khổ này nó đủ may áo may đồ luôn nha. Hai bên này nè, 2 mét rưỡi giùm em nha. Sale 40. Sale 40 cho chị Xe 40 cho chị Hoàng Linh nè. Xe 40 em hết nha mấy chị. Chị Hoàng Linh chọn thêm giùm em cho đủ đơn nha. Chị có mấy mảnh chưa đủ đơn á. Xe 40 em hết nha mấy chị ơi. Em còn, em chào chị Tiên Bùi, em chào chị Kim Dung nè. Cái này cũng là mango nè mấy chị. Mango nha. Mango này em còn đủ áo. 1-2 mango đủ áo nha. Lên áo kiểu giùm em nè, mango đồ áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19 nha. 19 ngàn đồ áo giùm em nha mấy chị. 19 ngàn đồ áo lên áo kiểu giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 19. 19 ngàn giùm em nha mấy chị. 19 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 19 nha. 19 cho chị Úc Lê nè. Em có mảnh von V to nè mấy chị. Von V to giùm em nha. Mấy chị lên áo kiểu nha. Đó lên áo kiểu rất là xinh luôn nha. Von V to. Von V to này em còn được 1m8 nha mấy chị. 1m8 đủ lên một cái đầm mấy chị. Lót lên một cái đầm giùm em nha. Von V to 1m8 lên áo kiểu là lên một cái đầm. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 23. 23 ngàn nha mấy chị. 23 ngàn 1m8. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 23 nè. 23 ngàn. Lên đồ rất là xinh luôn nha. 23 ngàn lấy thì chốt lấy giùm em mã 23. 23 ngàn giùm em nha mấy chị. 23 cho chị Úc Lê nè. Em còn mảnh lụa xích nha mấy chị. Em còn mảnh lụa xích nha. Lụa xích lên đồ pyjama đùi mấy chị. Lụa xích lên pyjama đùi giùm em nha. Cái này em còn được 4 mét đó mấy chị. 4 mét lụa xích giùm em nha. Lên đồ pyjama đùi lấy hết thì chú không thì chia ra giùm em. Chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. 4 mét nha. 4m63 ngàn. Ai lấy thì chốt với giùm em mã 63 nha mấy chị. 63 ngàn giùm em. Lấy thì chốt với giùm em mã 63 nha. 63 ngàn giùm em nha mấy chị ơi. 63 ngàn lấy thì chốt với giùm em mã 63. Lên đồ pyjama rất là đẹp luôn nha. 63 ngàn lấy thì chốt không được chia. 63 ngàn giùm em nha. Em còn mảnh eo vì nữa nè mấy chị. Eo vì nha. Eo vì giùm em. Cái này cũng là lon chân hai đầu giùm em luôn. Lon cái màu này giống như màu màu gì đây trời, màu nâu vậy, màu nâu mà nó lon lon á mấy chị. Màu nâu nó lon lon, nó hơi ngã về, nó đỏ đỏ nữa. Nói chung là cái màu nó khó tả lắm mấy chị. Mấy cái màu lạ nó khó tả. Thường thường mấy cái màu mà lạ lên đồ rất là độc lạ luôn nha. 3 mét luôn giùm em nha mấy chị. Đủ lên một cái áo dài này chân hai đầu cho mấy chị luôn. Eo vì nha. Ai lấy lon thì chốt lên giùm em nha mấy chị. 3 mét. 3 mét này là 42 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 42 nha. 42 ngàn giùm em nha mấy chị. 42 ngàn lấy thì chốt lên giùm em mã 42 nè. 42 ngàn giùm em nha.
chốt lấy giùm em mã 42. Em có mảnh lụa ho nha mấy chị. Lụa ho này em còn đủ áo. Lụa ho này em còn được 1 mét đủ áo nha. 1 mét đủ áo giùm em. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. Lụa ho 100D co giãn cho mấy chị luôn. Áo 18.000, ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 18. 18.000 áo nha mấy chị. 18.000 áo. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 18 nè. 18.000 áo giùm em. Em còn mảnh bi nha. Bi giùm em nha mấy chị. Bi, bi này là chắc von lụa giùm em nha. Bi chắc von lụa. Bi này em còn được 2,5 mét nha mấy chị, 2,5 mét. Lên đồ bộ phải đầm nhân lấy thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. Bi. Ai lấy bi thì chốt lấy giùm em. Bi 39.000, ai lấy bi thì chốt lấy giùm em mã 39. 39.000 bi giùm em nha, 39.000 bi lấy thì chốt lấy giùm em mã 39 nha mấy chị, 39.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 39 nha. 39.000 bi giùm em. Em có mảnh hoa nhí xanh nè mấy chị. 39 cho chị Úc Lê nè. Em có mảnh hoa nhí xanh nè mấy chị, hoa nhí xanh nha. Đủ 100D co giãn cho mấy chị luôn. Hoa nhí xanh này em còn được 1,7 m nha. 1,7 m hoa nhí xanh giùm em nha mấy chị. 1,7 m hoa nhí xanh. Lấy đi chốt với giùm em nha. 1,7 m. Chắc co giãn cho mấy chị luôn. 1,7 m 29.000. Ai lấy thì chốt với giùm em 29 nha. 29.000 1,7 m nha mấy chị. 29.000 1,7 m. Lấy thì chốt với giùm em 29 nè. 29.000 giùm em. 29.000 1,7 m nha mấy chị. 29.000. Em có mảnh von hoa nữa nha. 29 cho chị Thanh Tuyền Trần nè. Von hoa giùm em nha mấy chị. Von hoa. Von hoa nhí mấy chị lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè. Cái này em còn được 2,5 m. 2,5 m von hoa nhí nha. Ai lấy von thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 hoa nha mấy chị. 31.000 hoa. Lên một cái đầm rất là xinh luôn. 31.000 lấy thì chốt lên giùm em mã 31. Nhí nha mấy chị, lấy cái chốt cái giùm em mã 31 này. 31.000 nhí giùm em. Em có mảnh lụa hoa nữa nè mấy chị. Lụa hoa nha, hoa rất là đẹp luôn mấy chị. Mấy chị lên một cái đầm xì bao xe nha mấy chị luôn. Hoa này rất là đẹp luôn nha. Hoa này em còn được 1,8 m nha mấy chị. 1,8 m đủ lên đồ bộ váy đầm này. Hoa rất là đẹp luôn mấy chị thấy không. Hoa này rất là tươi luôn, lên một cái đầm xì mấy chị. 1,8 m 28.000 nha. Lấy thì chốt lên giùm em. Em chào chị Thủy Mộng này. Chị lấy này đúng không chị? 28.000 nha chị. Lấy thì chốt lên giùm em nè. 28.000. 28 cho chị Thủy Mộng nè. 28 em hết nha mấy chị. Chọn bản khác giùm em. Em còn mảnh von hoa đen nha. Von hoa đen nha mấy chị. Von hoa đen này em còn được 1,7 m nha. 1,7 m von hoa đen lót lên áo kiểu váy đầm. Hoa này rất là sang luôn nha. Lấy thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. Von hoa đen 1,7 m 23.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 23. 23.000 1,7 m giùm em nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 23 nè. 23.000 1,7 m. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 23 nha. 23.000 giùm em. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 23 nè. Em có mảnh lụa hoa nè mấy chị. 23 cho chị Kim Dung nè. Mảnh lụa hoa nha. Chắc von lụa giùm em nè. Chắc von lụa này em còn được 2 m nha. Đủ lên đồ bộ váy đầm nè. 2 m. Lên đồ bộ rất là mát luôn. Hoặc là một cái đầm rất là xinh nha. 32.000. Cái thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 2 m nha mấy chị. 32.000 2 m. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 32. 32.000 2 m nha. 32.000 2 m. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 32 nè. 32 cho chị Thủy Mộng nè. Em còn mạnh á. Chữ nhưng mà chị. Cái này lụa chéo giùm em. Lụa chéo chữ nhưng mà chị. Lên đồ pyjama nè. Lên một cái đầm nha. Lụa chéo chữ giùm em. 32 em hết nha, chị Thu Hà chọn bánh khác giùm em. Cái này em còn được 2,5 m nha.
2,5 mét luộc giá chợ nha chị, cắt dài dạng đẹp cho mấy chị luôn, lên đồ pyjama váy đầm giùm em này. 2,5 mét 45 ngàn, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 45 ngàn luộc giá như mấy chị 45 ngàn, thế thì chốt lên giùm em mã 45 này, 45 ngàn giùm em nha, lên đồ pyjama váy đầm này 45 ngàn. Bi Hồng, em chào chị Hương Tràm này, Bi Hồng phía sau lưng vải gì? Bi Hồng này chắc 100D giùm em nha chị, chắc 100D. Co giãn đẹp cho mấy chị luôn nha, loại mụn nó mềm mướt giống như mango nha chị. Chắc 100D này mềm mướt, rất là đẹp luôn. Thấy thì kìm mấy lên giùm em nha. 45 cho chị Thu Hà nè. 45 cho chị Thu Hà nha. Em có mảnh hoa nữa nè mấy chị, hoa chắc voan lụa giùm em nha. Hoa nhí đen chắc voan lụa giùm em nè, lên đồ cho bà cho mẹ nha. Rất là đẹp luôn. Thì em còn được 2 mét luôn nha. 2 mét hoa chắc voan lụa lên đồ bộ rất là mát luôn. Hôm nay mấy chị lên một cái đầm nè. 2 mét. 2 mét hoa này là 41.000, ai lấy hoa thì chốt cho giùm em mã 41 nha. 41.000 hoa nha chị, 41.000 hoa. Rất là đẹp luôn mấy chị. Ai lấy hoa thì chốt cho giùm em mã 41 nha. 41.000 giùm em nè, hoa 41. Ai lấy hoa thì chốt cái giùm em mã 41. Em có mảnh von ép họa tiết nha mấy chị. Von ép họa tiết giùm em. Von ép họa tiết này em còn được 1m8 nha. 1m8 họa tiết giùm em nha mấy chị. Có ép luôn. Có ép hạn, có họa tiết giùm em nha, 1m8. Dạ hôm nay em bán cũng là 100.000 một ký nha chị Hương Tràm nè. 41 cho chị Quỳnh Giao nè. 20.000 nha mấy chị. Von ép 20.000. Cái này là rất là sang luôn mấy chị ơi, lên một áo kiểu họ tiết độc lạ cho mấy chị luôn nha. Họ tiết độc lạ luôn nè, 1m. Này 1m8 đúng không? 1m8 20.000 lấy thì chốt cho giùm em nha. Lên áo kiểu mấy chị rất là đẹp luôn nè. Họ tiết này lạ nha. 20.000 lấy thì chốt cho giùm em mã 20. 20.000 giùm em nha mấy chị, 20.000. Em còn mặt xích nha. Em còn mảnh xích nha mấy chị. Xích. Xích này là chất lụa giấy giùm em nha. 20 cho chị Tú Tú nè. Xích chất lụa giấy lên đồ pyjama. Cái này em còn được 2m2 nha. 2m2 xích nha mấy chị. Lên đồ pyjama hoặc lên một cái đầm giùm em nè. Xích. Lên đồ rất là mát luôn. Chất lụa giấy mỏng nhẹ cho mấy chị nè. 2m2 37.000. Ai lấy thì chú lấy giùm em mã 37 nha. 37.000 nha, lấy chốt cái giùm em mã 37 xích cho chị My Ái nè. Dạ của chị, dạ của chị là dồn đơn hồi trưa luôn á chị Thu Hà ơi, cắt 2 mét bi hồng cho chị Hương Tràm nè. Hôm nay em like để dồn đơn hồi trưa nha mấy chị, ngày mai em cũng còn like luôn, ngày mốt em mới chốt đơn nha, nên là mấy chị cứ chọn đi. Em còn tới 2 like ngày mai nữa nha, tối nay với ngày mai nữa. Em có mảnh lụa hoa nha. Lụa hoa giùm em nha mấy chị, lụa hoa. Lụa hoa này em còn được 2 mét luôn, chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn nha. Lụa hoa. Ai lấy hoa thì chốt cái giùm em nha mấy chị, 2 mét 32.000, ai lấy thì chốt cái giùm em mã 32 nha. 32.000 2 mét nha mấy chị ơi, 32.000 2 mét. Lấy thì chốt cái giùm em mã 32. 32 cho chị Hoàng Lê nè. Ba hai em còn một mảnh cho chị Hương Tràm nè. Ba em hết nha mấy chị. Em còn mảnh von nha mấy chị. Von họ tiết giùm em. Von họ tiết chữ giùm em nha mấy chị. Cái này em còn được 2 mét luôn nha chị Phong. 2 mét giùm em nha, 2 mét. Này mấy chị lên một cái đầm rất là sang luôn nè. 2m 30.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 30 nha. 30.000 giùm em nha mấy chị, 30.000. Họ tiết chữ giùm em nha, 30.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 30. 30.000 2m lấy thì chốt lấy giùm em mã 30 nè, 30.000.
Em còn mảnh mango hoa nha mấy chị. Mango hoa cái màu này nó hơi nhã mấy chị. Mấy chị đang hoa. Hoa này rất là đẹp luôn nhưng mà cái màu nó hơi nhã giùm em nha. Lên đồ bộ váy đầm nha mấy chị. Cái này em còn được. Mango hoa này em còn được 2 mét rưỡi luôn nha. 2 mét rưỡi mango hoa lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị. 2 mét rưỡi. Quả xanh bông phía sau. Chị chốt mã lên giùm em đi chị Hương Tràm ơi. Cả 1 này 2 3 4 5 nhưng ở sau em có nhiều hoa xanh lắm. 37.000 ai lấy thì chốt lên giùm em mã 37. Em có lụa màu đỏ không? Lụa màu đỏ chị muốn lụa. À lụa màu đỏ có. Có đúng không? Hết rồi. Hết rồi. Lụa màu đỏ em hết rồi nha chị Thu Hà ơi, em chỉ còn satin đỏ. Em chỉ còn satin đỏ thôi nha. 37 cho chị Tu Tú nè. Mã 4. 1 1 2 3 4 hoa xanh. Cái này hả chị ơi? Cái này đúng không? Cái này là satin giùm em nha. Cái này là rất satin, cái này là họa tiết độc lạ giùm em luôn, satin lên đồ pyjama nè. 37 cho chị Tu Tú nha. Cái này là họa tiết satin mềm. Mềm mướt cho mấy chị luôn, rất là mát co giãn như mấy chị luôn nha. Lấy cái kìm mét lên giùm em lên đồ pyjama. Em có mảnh von ép này mấy chị. Von ép giùm em nha. Von ép này em còn đủ áo. Von ép này em còn được 1m3 đủ áo nè. 1m3 von ép đủ áo giùm em nha. Lên áo kiểu. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em nha mấy chị. Áo 20.000. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000 áo giùm em nha. 20.000 áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 20 nè. 20.000 giùm em. Em có mảnh mango hoa xanh nè mấy chị. Cái này là chăn giùm em nha chị ơi. Chăn chắc 100D giùm em nha. Chăn hai đầu cho mấy chị luôn. Chăn hai đầu chắc 100D co giãn cho mấy chị. Mấy chị à, lấy cái kìm mấy lên giùm em nha. Em có mảnh mango hoa xanh nha mấy chị. Mango. Ủa đi vào đâu vậy hả? Mango hoa xanh giùm em. Này em còn được 1m1 nha. 1m1 đủ áo nha mấy chị. Mango 1m1 đủ áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em nha. 1m1 18.000. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 18 nè. 18.000 đủ áo giùm em nha. 18.000 đủ áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em. Đèn xanh hoa dây đỏ. Con đèn xanh hoa dây đỏ. Mấy chị, mấy chị lên mã giùm em đi nha. Mã 1 nè. 2, 3, 4, 5. Chứ bây giờ em đọc mặt con mình em biết mấy chị hỏi cái mã nào luôn á. 18 cho chị Quỳnh Giao nè. Anh Ba Lê Văn lên mã lại giùm em đi. Chứ em đọc em cũng biết. Em biết em đang đọc cái gì nữa. Em có mảnh đốm nha. Đốm chắc quan lụa giùm em nè. Đốm hồng giùm em nha. Đốm hồng này em còn được 2 mét nha mấy chị. Đủ lên đồ bộ váy đầm này chắc quanh lụa mát cho mấy chị luôn. 2 mét nha. 2 mét 34.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 34. 34.000 2 mét nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 34 nè. 34.000 giùm em nha mấy chị. Đủ lên đồ bộ váy đầm 34.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 34 nha. Satin màu đỏ. Phối thân áo có mỏng. Dạ satin là nó dày chứ nó đâu có mỏng đâu chị. Satin của em chắc dày dặn nha, nó không mỏng. Út lấy giùm cái cây satin Út. Dạ chị đợi em xíu để em lấy lên cho chị xem nha. Xem mã 2. Dạ mã 2 này là chắc von lụa hoa nhí vàng giùm em nha chị ơi. Satin đỏ. Hoa nhí vàng chắc von lụa giùm em nha chị. Cái này em còn ít à. Này em còn tầm cỡ 2,5 mét 3 mét gì ạ. À? Chị lấy hết thì chốt ra giùm em nha. Này em còn ít thôi. Mã 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Này hả? Này hả anh? Này đúng không? Không, em nghĩ là anh hỏi cái này nè. Anh hỏi này đúng không? Cái này là mã 6 nha. Cái này là von hoa giùm em nha. Von hoa to. Đây là von hoa giùm em nè. Von hoa xanh nha. Em nghĩ là anh hỏi cái này nè. Cái này là mã 6 giùm em nha. Von hoa. Có gì ạ? À? Chị
Chị Thu Hà, có gì để xuống lại em chúc đơn em gọi để cho chị xem nha. Chứ bây giờ nó ở dưới thôi, em không có mo lên được cho chị nha. Có gì chúc đơn chị nhắc lại giùm em để em cho chị xem nha. Văn Hoa, ai lấy thì chúc đó giùm em. Không có màu hồng. Đó cũng có. Hai miếng sa tinh băng phía sau. Hương tràm. Hương tràm này như cách đúng không? Sa tinh băng nè. Sao tiên bông nào vậy chị? Kèm mã, mấy chị ơi kèm mã lên giùm em đi, kèm mã lên giùm em đi chứ em bị rối rồi. 1,5 m quan hoa xanh cho chị Hương Tràm nè. 61. Lót không em? Dạ em có lót á chị, nhưng mà trắng đen thì em không có nha. Ờ chị Thu Hà, cái này là thôi nhí chắc quan lụa giùm em nha. Cái này em chỉ còn được 2m, 3m, 2,5m, 3m thôi nha. Mấy chị nào mà lấy thì chốt lấy giùm em thì kèm thì lấy luôn giùm em đi. Này em còn ít à. 3,5 m quan hoa cho anh Ba Lê Văn này. Quan hoa xanh lẻ này. Mã 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cái này là hoa. Cái này là hoa đen giùm em nha mấy chị. Hoa đen chắc quan lụa giùm em nè. Hoa đen chắc quan lụa. Mã 6, 1,7 m. Hoa đen chắc quan lụa giùm em nha. Mã 6, 1,7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Văn Hoa, mấy cái đó mình Văn Hoa đó, kéo xuống giùm. Cái này đúng không chị Nguyễn Hoa, Nguyễn Hoa nè. Cái này là Văn Hoa giùm em nha, đúng thì ok là giùm em để cái chị 1,7 m nè. Nhĩ vàng dạ, cái đó là chắc Văn lụa, lụa không cần lót nha chị. Lụa lên đồ không cần lót đâu. Lụa lên đồ không cần lót giùm em nha, ok chị Nguyễn Hoa nè, cắt cho chị Nguyễn Hoa 1,7 m. Là con hoa của Hương Tràm cũng vậy đúng không? Hương Tràm đúng rồi, con hoa xanh á. Chị Hương Tràm này, chị kêu em cắt 2m satin bông phía sau là cái gì vậy chị? Em đâu có cái nào satin bông đâu. Em chỉ có cái xanh, cái satin họa tiết này thôi. Em chỉ có cái satin họa tiết này thôi nha. À cái này là họa tiết giùm em nha. Chị cứ nói bông em đâu biết cái nào bông đâu. Bấm 2m chưa? 2m rồi. Không chào. Có con hoa 1,5 m à? Để em cắt cho chị 2m này nha. 2m ra tiên này. Mấy chị đợi em xíu. Cô Minh Thi ơi, cô muốn lấy cái lụa nào? Chốt mã 2. Vải em vừa cầm là vải gì? Mấy chị, bây giờ em thả lên thả xuống liên tục, bởi vì mấy chị cứ hỏi em vải mua cầm là vải gì giờ em biết luôn. Chốt mã 2 cho chị. Cái này để em tăng lên mấy chị chốt mã lên thì em chốt cho mấy chị nha, cho nó công bằng chứ mấy chị nhiều chị hỏi cái này quá nhưng mà em còn một ít thôi nha. Cái này em còn được 48.000 ạ. 48.000 giùm em nha, 48.000. Chắc quan lụa nha. Lên đồ bộ váy đầm không cần lót. 48.000, cái này em còn được 3,2 m nha. 3,2 m, 48 48 cái chị Minh Thi nè. Em chào chị Quỳnh Trâm nha. Chị Thu Hà chốt sau rồi, mã 7. Mã 7 là Văn Hoa đúng không? Đúng không chị Nguyễn Hoa? Đâu, nó lộn xộn nữa rồi. Mấy chị chốt lại giùm em đi. Bây giờ cái sàn của em nó lộn tung phèo lên rồi. Chốt lại giùm em nha mấy chị ơi. Này cho Hương Tràm cắt nha. Cái này lên nè. Em còn mảnh bi nha mấy chị. Bi nâu giùm em nha mấy chị. Bi nâu giùm em nè. Bi nâu chắc ngon. Chắc lụa giấy giùm em nha. Cái này em còn được 2m. 2m bi nâu nha mấy chị. Ai lấy bi nâu thì chốt lên giùm em nè. Mấy chị muốn hỏi cái nào mấy chị chốt lại giùm em đi chứ cái sao của em nó mới kéo lại. Nó chạy mã lại từ đầu á. 37.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 37. 37.000 2m nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 37 nha mấy chị. 37.000. 37.000 2m lên đồ bộ váy đầm giùm em nha. 37.000 2m. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 37 nha. Mã 3123. Dạ cái này là bi nha mấy chị, bi hằng chắc 100D co giãn giùm em nha.
Cái này chắc 100D nhưng mà nó loại 1 á. Nó mềm giống như là mềm mướt giống như là mango vậy. Rất là đẹp luôn nha. Co giãn mềm rũ cho mấy chị luôn. Lên đồ bộ váy đầm đều xinh luôn. Lấy thì kèm mé lên giùm em nha. Em có mảnh hoa chăn nè mấy chị. Em không hay biết được chị lấy đúng rồi Hương Tràm. Chị Hương Tràm ơi, cái setting họa tiết này em còn được 2,5 m, chị lấy luôn giùm em nha. Lấy thì ok giùm em nè, em còn được 2,5 m thôi. Hoa chăn nha mấy chị, hoa chăn này em còn được 1,3 m đủ áo kiểu nha. Hoa chăn hai đầu cho mấy chị luôn. Hoa rất là xinh. Lên áo kiểu nha, 1,3 m 20.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000 mấy chị ơi, 20.000 1,3 m, lấy thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000 chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn, 20.000 nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 20 nè, 20 cho chị Út Lê nè. Em có mảnh bi nữa nè mấy chị, bi nha. Bi này là chắc mango giùm em nha mấy chị, bi chắc mango. Bi chắc mango này em cũng còn được 1,2 m luôn. 1,2 m đủ áo kiểu nha mấy chị. Bi 1,2 m đủ áo kiểu thôi. Ai lấy áo thì chú lên giùm em nha, 26.000. 1,2 m 26.000, ai lấy áo thì chú lên giùm em 26 nè. 26.000 áo giùm em nha, lấy áo thì chú lên giùm em 26. 26.000 áo nha mấy chị, 26.000. Em có mảnh von hoa nhí nha. Von hoa nhí okay. Lúc lên áo kiểu váy đầm giùm em nha. Ok thôi. Này em còn cứ bỏ đi. Cứ bỏ đi. Em còn được 2 m nha mấy chị, 2 m hoa nhí giùm em. 2 m hoa nhí giùm em nha mấy chị, 2 m hoa nhí. Lúc lên áo kiểu váy đầm 30.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 30 nha. 30.000 nhí giùm em nha mấy chị, 30.000 nhí, lấy nhí thì chốt lên giùm em mã 30 nè. 30.000 giùm em nha. 30 cho chị Tú Tú nè. Em còn mảnh hoa nữa nha. Em còn mảnh lụa hoa đây nè. Em còn mảnh lụa hoa nha mấy chị. Lụa hoa này em còn đủ áo luôn nha. Lụa hoa đủ áo này em còn được 1,1 m đủ áo giùm em. Cái này chắc mango luôn mấy chị. Mango hoa nhân 1,1 m đủ áo. Ai lấy áo kiểu thì chốt lên giùm em nha. 1,1 m đủ canh mê áo kiểu nè. 18.000, ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 18. 18.000 nha mấy chị ơi, 18.000, lấy thì chốt lên giùm em mã 18 nha. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 18 nha. Em có mảnh von họa tiết nè mấy chị, 18 cho chị Út Lê nè. Von họa tiết giùm em nha. 18 em có một mảnh cho chị Tú Tú nè. Họa tiết giùm em nha mấy chị, von. Von họa tiết này em còn được 2,2 m nha mấy chị. 2,2 m von họa tiết. Lên một cái đầm giùm em nha, lót lên một cái đầm rất là đẹp luôn. Họ tiếng này rất là đại luôn mấy chị. Lên một cái đầm độc lạ giùm em nha. Lên một cái đầm độc lạ giùm em nè. 2,2 m von nha. Von là phải lót giùm em nè. 19.000 nha mấy chị. 19.000 ai lấy thì chốt cái giùm em mã 19. 19.000 von giùm em nha. Họ tiếng lên một cái đầm rất là độc lạ luôn. 19.000 lấy thì chốt cái giùm em mã 19 nha mấy chị. 19.000 giùm em. 19 cho chị à. Thanh Tuyền Trần nè. 19.000 đấy nha mấy chị, chốt mảnh khác giùm em. Em có mảnh hoa nè mấy chị, lụa hoa nhanh chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Dạ em cảm ơn chị Tiên Nguyễn nè. Lụa hoa nhanh, lụa hoa này em còn được 3,5 m nè mấy chị, 3,5 m lụa hoa chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn nha. Lên đồ bộ váy đầm rất là xinh luôn nha. 3,5 m mấy chị lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em. 3,5 m này là 59.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 59 nha mấy chị. 59.000 giùm em, lấy thì chốt lên giùm em mã 59. Vải rất là đẹp luôn mấy chị. Mango gì à? Cái này là một lụa 100D nhưng mà 100D loại 1 á, nó mướt mát giống như là mango luôn nha. Chắc rất là đẹp luôn. Lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị. 3,5 m lấy hết thì chốt, không thì chia nè. 59.000 giùm em nha, 59.000. Em còn mảnh bi nha mấy chị. 59 cho chị Út Lê nè. Em còn mảnh bi nha. Bi lụa chéo giùm em nha mấy chị. Bi lụa chéo giùm em nè.
bi lụa chéo lên đồ bộ váy đầm giùm em. Chắc nó hơi dày dặn nhưng mà lên một cái đầm rất là giá trị luôn nè. Em còn được 3 mét nha. 3 mét bi nha mấy chị. Chắc hơi dày dặn nhưng mà lên đồ rất là đẹp luôn. 3 mét bi. À lấy hết thì chốt, không thì chia. Em chia được 1 mét rưỡi nha mấy chị. Chia được 1 mét rưỡi nè. 94 ngàn. À lấy thì chốt có giùm em mã 94 nha. 94 ngàn bi giùm em. Lấy thì chốt có giùm em mã 94 nè. 94 ngàn giùm em. Em có mảnh mango nè mấy chị. Mango lá nha. Mango lá, cái màu lá này rất là lạ luôn mấy chị. Mấy chị thấy không? Lá rất là lạ luôn. Mango nữa. Chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. Đủ áo. Đủ áo. Cái này em còn được 2 mét rưỡi nha mấy chị. 2 mét rưỡi lá chắc mango. Bao đẹp cho mấy chị luôn. Lên một cái đầm. Lên một cái đầm rất là giá trị luôn nha mấy chị. 2 mét rưỡi 60 ngàn. À lấy thì chốt lên giùm em mã 60 nha. 60 ngàn lá nha mấy chị. Chắc mango loại 1 đều dạng cho mấy chị luôn. 60 ngàn. À lấy lá thì chốt lên giùm em mã 60 nha. 60 ngàn giùm em nha mấy chị. 60 ngàn. 60 ngàn giùm em còn mảnh quanh hoa nha. 60 cho chị Úc Lê nè. Quanh hoa giùm em nha mấy chị. Quanh hoa. Quanh hoa lon nha, cái này em còn đủ áo, 1m3 đủ áo nha mấy chị. 1m3 đủ áo, quanh hoa lon giùm em lên một cái áo kiểu. Màu này hơi nhã nhưng mà mấy chị lên một cái áo rất là xinh luôn nha. 1m3, ai lấy áo thì chốt lên giùm em nha. 1m3, 22 ngàn lấy áo thì chốt lên giùm em mã 22. 22 ngàn áo giùm em nha mấy chị, 22 ngàn áo. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 22 nha. 22 ngàn áo giùm em nha mấy chị. Thôi. Cho mày mở đi đi. Cần. 22 cho anh ba ly văn nè. Đẹp đấy. Gắm. Em còn mảnh gắm nha mấy chị. Gắm. Gắm này là eo vì ẩn giùm em nha. Gắm eo vì giùm em nè mấy chị. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Gắm này em còn được 2 mét nha mấy chị. 2 mét gắm giùm em. Chắc rất là đẹp luôn, dày dặn cho mấy chị. Ẩn eo vì giùm em nha. Họ tiết eo vì ẩn giùm em nè. Em chào chị Yến Đỗ nha. 22 em hết nha chị Tú Tú. Chọn mảnh khác giùm em nè. 67 ngàn giùm em nha mấy chị. Lên một cái đầm thiết kế rất là giá trị luôn nha. 67 ngàn. 67 ngàn 2 mét. Chắc này rất là đẹp luôn mấy chị. Đẹp vô cùng luôn. 67 ngàn mấy chị không lấy là tiếc lắm luôn nha. 67 ngàn 2 mét. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 67 nha. 67 ngàn giùm em. Em có mảnh lụa hoa nha. Lụa hoa giùm em mấy chị. Cái này em còn đủ áo luôn. Lụa hoa này em còn được 1m2 đủ áo. 1m2 đủ áo giùm em nha. À lấy áo thì chốt lấy giùm em nè. Áo 23 ngàn nha mấy chị. 23 cho khỏi trùng mã nè. 23 ngàn. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 23 nha. Chắc 100 đê co dạng cho mấy chị luôn. 23 ngàn. Lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 23 nha. 23 ngàn áo giùm em nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 23. Em có mảnh tơ nè mấy chị. Tơ hoa hồng vàng giùm em nha. Tơ hoa hồng vàng. Tơ này em còn được 1m7 nha. Lên áo rất là đẹp luôn mấy chị. Hoa hồng vàng. Đẹp cho mấy chị luôn. Hoa hồng vàng tơ rất là mỏng nhẹ luôn. 11 ngàn nha mấy chị. 11 ngàn. À lấy tơ thì chốt lên giùm em mã 11. 11 ngàn giùm em nha. Lóc lên áo kiểu của này em còn được 1m7 nè. Tơ 11 cho anh ba Lê Văn nè. Tơ em hết nha mọi người, mảnh khác giùm em. Em còn mảnh hoa nha mấy chị. Hoa vàng giùm em nè. Em có mảnh đốm nè mấy chị. Đốm đen nha. Đốm đen giùm em. Chắc rất là đẹp luôn mấy chị. Chắc rất là đẹp luôn nha. Này là lụa hàng châu giùm em nha mấy chị. Lụa hàng châu nha. Lụa hàng châu mặt trước của nó phủ giống nó mềm giống như là nhung vậy mấy chị, rất là đẹp luôn. Này em còn được 2m4 nha mấy chị, 2m4. 2m4 đốm nha. Chắc rất là đẹp luôn mấy chị, họa tiết nó cũng đẹp nữa mấy chị, lên đồ rất là sang luôn. 40.000 ai lấy thì chốt giùm em mã 40 2m4 giùm em nha. 2m4 40.000 lụa hàng châu nha, rất là đẹp luôn. 40.000. Ai lấy thì chốt giùm em mã 40. 40 cho chị Thu Hà nè. Em hết nha mấy chị ơi. Em còn mảnh gắm nha.
gắm beo giùm em nha mấy chị, gắm beo 40 em hết nè mọi người ơi, 40 em hết rồi. Cũng giống mà nó bị lỗi. 40.000 giùm em nha. Rồi. Cái này là gắm beo giùm em nha. Gắm beo này em còn được 2 mét nè mấy chị. Gắm beo 2 mét màu xám ghi giùm em nha, màu ghi giùm em nè. Đấy thì chốt lên giùm em nha, 2 mét lên đồ. 2 mét này lên đồ rất là đẹp luôn, 2 mét. 2 mét 24.000 lấy thì chốt lên giùm em mã 24 nha. 24.000 2 mét nha mấy chị, 24.000 2 mét. Lấy thì chốt lên giùm em mã 24 nha. 24.000 giùm em nha mấy chị, 24.000. Em có mảnh von lon nè mấy chị, von lon nha. Von lon này em còn được 1m7 nha mấy chị, 24 cho chị Tú Tú nè, 1m7 lon. 1m7 von lon nha. Lót lên áo kiểu váy đầm giùm em. 23.000 ai lấy thì chốt lên giùm em mã 23 nha mấy chị, 23.000 von lon. Lấy thì chốt lên giùm em mã 23 nha. 23.000 giùm em nha mấy chị, 23.000. Lên đồ rất là xinh luôn nha. Hoa mấy chị. Lon lon giùm em. Cái này là lá mà lá lon giùm em nha. 23.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 23 nha. 23.000 giùm em nha mấy chị, 23.000. Em có mảnh hoa nhí vàng nè mấy chị. 23 cho chị Hoàng Lê nha. Hoa nhí vàng giùm em. Hoa nhí vàng này em còn đủ áo luôn. 1m3 đủ áo nha mấy chị, 1m3 đủ áo. Lót lên áo kiểu. Lót lên áo kiểu giùm em nha, hoa nhí vàng. 1m3 20.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 20 nha. 20.000 giùm em nha mấy chị ơi, 20.000 1m3 đủ lên áo kiểu. Ai chốt thì ai lấy thì chốt lên giùm em mã 20. 20 cho chị Tú Tú nha. Em có mảnh satin nè mấy chị. Satin chữ giùm em nha. Satin chữ sọc. Chữ nó đi hàng sọc mà nó nhỏ nhỏ mấy chị. Này em còn được 3m2 nha mấy chị. Satin. Satin 3m2 giùm em, lên đồ pyjama váy đầm giùm em nha. Chắc rất là đẹp luôn. Mát cho mấy chị nữa, 3m2 lấy hết thì chốt không thì chia nha. 3m2 73.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 73. 73.000 3m2 nha mấy chị, 73.000 3m2. Lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nha. Rất là đẹp luôn, lên đồ pyjama. Lấy thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. 73.000 lấy hết thì chốt không thì chia nha. 73.000 giùm em. Em có mảnh á. Này là lụa nhặt giùm em nha mấy chị. Lụa nhặt giùm em nha. Họ tiết bao xa nha mấy chị luôn. Lụa nhặt chắc mỏng nhẹ mát cho mấy chị nè. Mỏng nhẹ mịn nha mấy chị. Lụa nhặt nó rất là đẹp luôn nha. Này mấy chị lên giùm em một cái đầm nha. Rất là đẹp luôn nè, em còn được 3 mét. 3 mét nha mấy chị. Họ tiết nha. Mấy chị thấy họ tiết nó sang không? Họ tiết rất là sang luôn nha mấy chị. Mấy chị thấy không nè. Bao đẹp cho mấy chị luôn. 3 mét. Ai lấy thì chốt lên giùm em nha. 3 mét này là 28.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 28 nha. 28.000 3 mét nha mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 28 nha. 28.000. Chắc bao đẹp. Họ thiết đẹp cho mấy chị luôn nha. 28.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 28. 28 cho chị Tu Tú nè. 28 mét nha mấy chị. Chị Thúy Nguyễn, cái mạng của chị nó bị chậm nữa rồi nha. Mạng của chị nó cứ bị chậm hoài luôn á. Em còn mảnh lụa hoa dây nha. Lụa hoa dây này em còn được 1m2 nha mấy chị. 1m2 lụa hoa dây giùm em. Lên áo kiểu giùm em nè. 1m2 lụa hoa dây lên áo kiểu. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21 nha mấy chị. 21.000 đủ áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21 nè. 21.000 giùm em. 21.000 áo nha, lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21. Em có mảnh von nhí nha. Von nhí màu này là màu xám giùm em nha. Von nhí màu xám. Này em còn được 2,5 m nha mấy chị. 2,5 m von nhí giùm em, lên đồ rất là xinh luôn, lên một cái đầm nha. Không thì mấy chị lên một cái áo kiểu giùm em. 2,5 m.
2,5m 34,000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 34 nha. 34,000 won nháy giùm em. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 34. Em chào chị Bảo Diệp nè. 2,34m 34,000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 34 nha. 34,000 giùm em. Em còn mảnh lụa trái tim nha mấy chị. 34 cho chị Tú Tú nè. Em còn lụa trái tim nha. Von là phải lót giùm em nha mấy chị ơi. Von là phải lót nè. Lụa trái tim mấy chị lên đồ bộ váy đầm giùm em nha. Cái này em còn được 2 mét luôn nè. Lụa trái tim 2 mét giùm em. Lên đồ bộ váy đầm, lên đồ cho bà cho mẹ nha. 2 mét. Ai lấy lụa trái tim thì chốt lên giùm em mã 57. 57,000 tim nha mấy chị. Ai lấy tim thì chốt lấy giùm em mã 57 nè. 57,000 giùm em nha. 57,000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 57. 57,000 giùm em. Năm bảy cho chị Hoàng Lê nè. Em có mảnh hoa cúc nè mấy chị. Hoa cúc nha. Hoa cúc này là chắc lụa giấy lắm giùm em. Lụa giấy này em còn được 1m3 đủ áo thôi. 1m3 hoa cúc đủ áo. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. Áo. Áo 18,000. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 18 nha. 18,000 áo giùm em nha mấy chị. 18,000 áo. Lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 18 nha. 18,000 giùm em nè. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 18. Em có mảnh beo nha. Beo này là chắc lụa giấy giùm em luôn nè. Beo. Lên đồ bộ váy đầm giùm em nha. Beo này em còn được 2 mét luôn nè mấy chị. 2 mét. 2 mét beo giùm em nha mấy chị. Ai lấy beo thì chốt lấy giùm em. 2 mét beo 29,000. Ai lấy beo thì chốt lấy giùm em mã 29. 29,000 beo nha mấy chị. 29,000 beo. Ai lấy beo thì chốt lấy giùm em mã 29 nha. 29,000. Lấy beo thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. Beo 29,000 giùm em. 29 cho chị Tú Tú nè. Em có mảnh von hoa nha chị. Von hoa này em còn đủ áo thôi. Von hoa này em còn được 1m2 đủ áo nha mấy chị. 1m2 đủ áo giùm em. 1m2 đủ áo kiểu nha. Hoa rất là đẹp đúng không chị? Hoa rất là đẹp luôn nha. 1m2. 1m2 16,000. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 16. 16,000 áo nha mấy chị. 16,000 áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 16 nè. 16,000 áo giùm em nha. Em có mảnh beo hồng nè mấy chị. Này là beo hồng giùm em nha. Cái này cũng là chắc lụa giấy luôn nè. Beo hồng lụa giấy giùm em. Beo hồng này em còn được 1m7 nha mấy chị. 1m7 đủ lên đồ đùi váy đầm nha. 1m7. Lụa giấy mỏng nhẹ cho mấy chị luôn. Beo hồng này là 25,000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 25 nha. 25,000 beo nha mấy chị. 25,000 beo. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 25. 25 cho chị Tú Tú nè. Em có mảnh lụa hoa nha. Lụa hoa giùm em nha mấy chị. Lụa hoa. Hoa này rất là đẹp luôn. Hoa này em chỉ còn đủ áo thôi. Hoa này em còn được 1m3 đủ áo nha. Chắc co giãn cho mấy chị nè, mấy chị thấy không? Chắc 100D co giãn cho mấy chị nha. 1m3 đủ lên áo kiểu thôi. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21. 21,000 đủ áo nha mấy chị. 21,000 đủ áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21 này. 21,000 giùm em. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21. 21,000 nha mấy chị. 21,000. Em có mảnh họa tiết nha mấy chị. Lụa họa tiết giùm em nha. Lụa họa tiết này em cũng còn đủ áo luôn. Lụa họa tiết này em còn được 1m4 mấy chị. 1m4 đủ áo giùm em nha. 1m4 đủ áo. Lấy áo thì chốt lên giùm em nè. 1m4 23,000. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 23,000 nha. 23,000 1m4. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 23 nha. 23,000 giùm em nha mấy chị. 23,000. Em có mảnh hoa nha mấy chị. Hoa nhí tím giùm em nè. Màu này nó hơi nhã mấy chị. May đầm cho bé rất là xinh luôn nha. Hoa này may đầm cho bé rất là xinh luôn. Thì em còn được 2 mét nha mấy chị. 2 mét. Chắc 100D co giãn nhẹ cho mấy chị nha. 2 mét này mấy chị lên một cái đầm cho bé rất là xinh luôn nha. 41,000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 41.
41.000 hoa giùm em nha, 41.000. Lấy thì chốt với giùm em mã 41 nha mấy chị. 41.000 mấy đồ cho bé mấy chị ơi. Mấy đồ cho bé 41.000 giùm em nha. Lấy thì chốt với giùm em mã 41 nè. 41.000 giùm em. 41 cho chị Hoàng Lê nè. Mango nha mấy chị, mango hoa đen giùm em. Mấy chị xem like chấm 3 giùm em nha. Mango hoa đen này em còn được 1m2. 1m2 này đủ lên áo kiểu luôn giùm em nha, đủ lên áo kiểu. 1m2 22.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 22 nha. 22.000 1m1 nha mấy chị, lấy thì chốt lên giùm em mã 22 này. 22.000 giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 22. Em còn mảnh tơ sóng nè mấy chị, tơ sóng họa tiết giùm em nha. Tơ sóng họa tiết 22 cho chị Kim Dung nè. Tơ sóng họa tiết thì em còn được 1m6 nha. 1m6 tơ sóng giùm em, không thì mấy chị lên áo kiểu nè, không thì mấy chị lên một cái khăn tròn cổ nha. Mình ngủ không được. Họa tiết rất là đẹp luôn. Ngủ rồi mình lên khăn. 16.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 16 nha mấy chị, tơ sóng 16.000. 1m6. Lấy thì chốt lên giùm em mã 16 nha mấy chị, 16.000 1m6 này. Lấy thì chốt lên giùm em nha. Em còn mảnh von hoa tím nè mấy chị, von hoa tím giùm em nha. Lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè. Von hoa tím thì em còn được 2m2 mấy chị, 2m2 von hoa tím giùm em nha. Đó là áo kiểu váy đầm rất là xinh luôn. Ai lấy von hoa thì chốt với giùm em nha mấy chị, 2m2. 2m2 33.000, ai lấy thì chốt với giùm em mã 33 nha. 33.000 giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 33. Ủa nó chưa ăn hả? Có. 33.000 giùm em, tưởng đâu bệnh không có đói nha. 33.000 giùm em nha, lấy thì chốt với giùm em mã 33. Lên đầm rất là xinh luôn mấy chị, 33.000. Lấy thì chú lấy nhiều em mình lấy nè. Thì đỡ bán đi. 33.000 giùm em nha. Em có mảnh hoa nha, cái này chắc là giấy giùm em nha mấy chị. Hoa em làm cho hoa nhí giùm em nha mấy chị, hoa nhí nha. Em mấy chị lên đồ bộ váy đầm đều được nha. Hoa giùm em đây. Hoa này em còn được 3m rưỡi nha mấy chị, 3m rưỡi hoa nhí giùm em nha. Lấy hết thì chốt không thì chia, rất là đẹp cho mấy chị luôn. Mày đồ cho ba cho mẹ nè, 3m rưỡi lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nha. 3m rưỡi 70.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 70. 70.000 3m rưỡi nha mấy chị, 70.000 3m rưỡi lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nha. 70.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 70 nha. 70.000 giùm em nha mấy chị. 70.000. 70 cho chị Quỳnh Giao nè. Em có mảnh hoa đen nha. Hoa đen lụa 100D co giãn cho mấy chị luôn. Cái này em còn đủ lên áo thôi nha. Đủ lên áo 1m2. 1m2 đủ lên áo nha mấy chị. 1m2 đủ lên áo. Lấy áo thì chốt lên giùm em nè. Áo 20.000, ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 20. Mình ngủ rồi hả? 20.000 giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 20 nha mấy chị, 20.000 chắc coi dạng cho mấy chị luôn, 20.000 đồ áo. 20 cho chị Quỳnh Giao nè. Em còn mảnh lụa hoa nhí hồng nữa nha. 19.000. Lụa hoa nhí hồng nha mấy chị. Lụa hoa nhí hồng giùm em, cái này là chắc voan lụa giùm em nha. Chắc voan lụa đồ áo luôn. Này em còn được 1m1 đủ áo. 1m1 đủ áo nha mấy chị, không thì mấy chị lên một cái đầm cho bé nha, rất là xinh luôn. 1m1. 1m1 19.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 19.000. 19.000 đủ áo giùm em nha. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19. 19.000 giùm em nha mấy chị, 19.000. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19. 19 cho chị Úc Lê nè. Hoa nha mấy chị, lụa hoa rơi giùm em. Lụa hoa rơi 19 em hết nha mấy chị, còn mảnh khác giùm em. Lụa hoa rơi này em còn được 3m2 nha, 3m2 chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Lên đồ rất là đẹp luôn mấy chị.
32 lấy hết thì chốt không bị chia nha. 32 63.000, ai lấy thì chốt có giùm em mã 63. 63.000 hoa rơi nha mấy chị, 63.000 hoa rơi, lấy thì chốt có giùm em mã 63. Không thì mấy chị, không thì mấy chị chia giùm em nha. 32 chia đôi. 32 63.000, lấy thì chốt có giùm em mã 63 nha. 63 em có lụa hoa hồng nha mấy chị. Lụa hoa hồng giùm em nha. Hoa rất là đẹp đúng không chị? Lên một cái đầm xòe nha. Lên một cái đầm xòe giùm em. Lụa này em còn được 3m2 luôn mấy chị ơi. 3m2 lụa hoa hồng. Chắc 100D luôn nha. Coi dẫn cho mấy chị. 3m2 mấy chị lấy hết thì chốt không thì chi giùm em nha. 3m2 này là 52.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 52 nha. 52.000 hoa nha mấy chị, 52.000 hoa lấy hết thì chốt không thịt chia nè. 52.000 hoa rất là đẹp luôn mấy chị, hoa rất là đẹp luôn nha, chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. 52.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 52. 52.000 giùm em nha. 52 cho chị Hoàng Lê này, em có mảnh sọc mấy chị, sọc lụa chéo giùm em nha, lụa chéo thái giùm em nha. Sọc sọc này em còn được 1m7 nè. 1m7 sọc thì em chắc dày dạng co dạng như mấy chị luôn. 1m7 40.000, ai lấy sọc thì chốt lấy giùm em mã 40 nha. 40 sọc, 40.000 sọc thì em nha mấy chị ơi. 40.000 ai lấy sọc thì chốt lấy giùm em mã 40 nha. 40.000 giùm em nè. 40.000 không mặc tốn quá. 40.000 giùm em, lấy thì chốt lấy giùm em mã 40. Em có mảnh von hoa nha mấy chị, von hoa giùm em nè, von hoa vàng nha. Von là mấy chị phải lót giùm em nha. Von là phải lót giùm em nè. Von này em còn được 2 mét nha mấy chị. 2 mét von hoa vàng giùm em, lấy thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. 2 mét von hoa vàng. Lên áo kiểu váy đầm giùm em nè, hoa rất là sang luôn nha, 2 mét. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 30. 30.000 hoa nha mấy chị, 30.000 hoa. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 30. 30.000. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 30 nha. 30 cho chị Tú Tú nè. Em còn mảnh lụa họa tiết nè mấy chị. Lụa họa tiết giùm em. Rồi xong. Ừ. Hút mình lại chứ. 30 em hết nha mấy chị, 30 em hết nè. 1,5m nha mấy chị, 1,5m lụa họa tiết giùm em, 1,5m. Ai lấy thì chốt lấy giùm em nha mấy chị, cái này à, canh may lên bộ đùi đùi hoặc là một cái đầm suông giùm em nha, 23.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 23. 23.000 1,5m nha, lấy thì chốt lấy giùm em mã 23 nè. 23.000 1,5m. Lấy thì chốt lấy giùm em nha, 23.000. 23.000 giùm em có mảnh thô nè mấy chị. Thô nha. Thô giùm em nè mấy chị, thô lên thô hoa nhí nha mấy chị, lên một cái đồ bộ rất là đẹp luôn. Hoa nhí này em còn được 1,6m nha. 1,6m thô giùm em nha mấy chị, lên đồ cho bé cho mình đều được nha. Lên đồ bộ nè, rất là mát luôn. 24.000 giùm em nha mấy chị, 24.000. Lấy thì chốt nó giùm em mã 24 nha. 24.000 hoa thô giùm em, lấy thì chốt nó giùm em mã 24. 24.000 giùm em nha mấy chị, 24.000. Lấy thì chốt cái giùm em mã 24. Em có mảnh hoa nha. Hoa này em còn được 1m7 nè, chắc lụa giấy mỏng nhẹ cho mấy chị luôn. Hoa 1m7. À lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 25.000 nha mấy chị. 25.000 hoa giùm em. Hoa giùm dính chân á. 25.000 giùm hoa nè. Lấy thì quay luôn đi. 25.000 giùm em nha, lấy thì chốt lấy giùm em mã 25. 25.000 hoa giùm em nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 25 nè. Em có mảnh von hoa nhí nè mấy chị. Von nhí hồng giùm em nha. Von nhí hồng giùm em. Này mấy chị lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè. Von nhí hồng này em còn được 2,5m mấy chị. 2,5m lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè. Hoa này rất là xinh luôn nha. 2,5m. 2,5m 38.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 38 nha mấy chị. 38.000 giùm em.
38.000 dùm em nha mấy chị Hoa Nhã nha. Lên đầm rất là xinh luôn nè. 38 cho chị Tú Tú nè. Em còn mảnh họa tiết nữa nha mấy chị. 38 em còn một mảnh cho anh Ba Ly Văn nè. Em còn mảnh họa tiết nữa nha. Họa tiết này là lụa dùm em, lụa 100D coi vậy nha mấy chị luôn nha. Em còn được 1,5 mét. Đủ lên đồ bộ váy đầm dùm em nha. Chắc coi giãn nha mấy chị luôn nè. Co giãn cho mấy chị luôn nha, 1,5 mét. Ai lấy thì chốt với dùm em nha. 1,5 mét 29.000. Ai lấy thì chốt với dùm em mã 29. 29.000 1,5 mét nha mấy chị. 29.000 1,5 mét. Ai lấy thì chốt với dùm em mã 29 nè. 29.000 dùm em nha, 29.000. Em có mảnh hoa nữa nha mấy chị. Hoa lon dùm em nha. Này là von dùm em, 29 cho chị Tu Tú. Hoa lon này em còn được 2,2 mét nha mấy chị. Hoa lon 2,2 mét màu này hơi nhã, nhưng mà lên đầm rất là xinh luôn. 2,2 mét dùm em. 2,2 mét 37.000. Ai lấy thì chốt với dùm em mã 37 nha. 37.000 hoa lon nha mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn. 37.000. Lấy thì chốt với dùm em mã 37 nha. 37.000 dùm em nha. Em có mảnh họa tiết nè mấy chị. Lụa họa tiết giùm em nha. Cái này em còn được 1,4 mét mấy chị ơi. 1,4 mét lụa họa tiết. 37 cho chị Hoàng Lê nè. 1,4 mét. Mấy chị này mà nhỏ con á, canh may đủ một bộ đồ đùa nha. 20.000. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã 20 nha. 20.000 giùm em nha mấy chị. 20.000. 37 em còn một mảnh cho anh Ba Lê Văn nè. Ai lấy họa tiết thì chốt nó giùm em mã 20. 20 cho chị Úc Lê nha. Con tốn nhiều lắm rồi đúng không? Em còn mảnh hoa nè mấy chị. Hoa nha, giá 100D. Hoa to này là hoa trắng rất là sang luôn mấy chị. Hoa này lên một cái đầm bao sang nha mấy chị luôn nha. Giá 100D loại 1 á. Mướt giống như mango luôn nha. Co giãn cho mấy chị luôn. Co giãn cho mấy chị nè mấy chị thấy không? Bao co giãn, bao mướt. Em còn được 2 mét nha. Lên một cái đầm thiết kế bao sang, bao đẹp luôn. 46.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 46 nha mấy chị. Hoa bao đẹp cho mấy chị luôn. 46.000, lấy thì chốt lấy giùm em nha. Mấy chị không lấy là tiếc lắm luôn. 46.000, chắc rất là đẹp luôn. 2m46.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 46 nha. 46.000 giùm em nè mấy chị ơi, 46.000. Em có mảnh von hoa nè mấy chị. Von hoa chùm giùm em nha. Von hoa chùm này em còn được 2,5 mét nha mấy chị. 46 cho chị Úc Lê nè. 2,5 mét von hoa chùm lóc lên áo kiểu váy đầm giùm em nha. Hoa rất là đẹp luôn mấy chị thơm. Hoa rất là đẹp luôn nè. 2,5 mét nha. Ai lấy von hoa thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 hoa nha mấy chị. 31.000 hoa. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 31. 31.000 nha. Em có mảnh lụa họa tiết nữa nè mấy chị. Cái này là lụa giấy giùm em nha. Lụa giấy họa tiết giùm em. Cái này em còn đủ áo. Cái này em còn được 1,2 mét nha. 31 cho chị Tu Tú nè. 1,2 mét họa tiết đủ áo giùm em. 1,2 mét 19.000. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã 19 nha. 19.000 áo nha mấy chị. Chắc lụa giấy mỏng nhẹ cho mấy chị luôn. Lên áo kiểu 1,2 mét 19.000. Ai lấy áo thì chốt cái nhìn em mã 19. 19.000 áo nha mấy chị. 19.000. Em có mảnh von hoa nữa nha. Von hoa đen giùm em nè. Von hoa đen này là em còn được 2 mét nha mấy chị. 2 mét 19 cho chị Hoàng Lê nè. 2 mét von hoa đen. Lên áo kiểu váy đầm đều phải lót giùm em nha. Von là phải lót giùm em nè. 29.000 nha mấy chị. 29.000. Lấy thì chốt cái nhìn em mã 29. 29.000 2 mét giùm em nha. Hoa rất là đẹp luôn. 29.000 2 mét. Lấy thì chốt cái giùm em mã 29 nè. 29.000 giùm em. Em có mảnh xốp màu tím nè mấy chị. Xốp màu tím có caro sọc cho mấy chị luôn nha. Có sọc caro cho mấy chị luôn. Lên áo kiểu bao xinh cho mấy chị nha. Áo kiểu rất là đẹp luôn nha. Không thì mấy chị lên một cái đầm cho bé rất là xinh luôn. Lên một cái đầm cho bé nha. Này em còn được 1,5 mét nha mấy chị. 1,5 mét.
Lên áo kiểu không thì lên đầm cho bé giùm em nha. Lên áo kiểu giùm em. Shop màu tím mấy chị, shop màu tím nha. 1 mét rưỡi này là 30.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 30 nha. 30.000 giùm em. Chốt được cái gì mà nó ngứa tung lông mình sao cũ nè. Này do mẹ nha chiều. Mẹ từ lúc đi bên đi tới giờ đâu bị gì đâu. Giờ nó mới bị. Đeo được. Đeo đâu rồi? Cái gì này đeo đâu rồi? Chốt cái này học bù nha. Sao rộn bò. 30 cho chị Quỳnh Giao nha. Mấy chị đợi em xíu. Em có mảnh hoa nhí nha mấy chị. Hoa nhí nha. Hoa nhí giùm em chắc qua lụa nè. Hoa không, cái này là chắc 100D giùm em nha. Hoa nhí chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Cái này em còn được 2,5 mét nha. 2,5 mét co giãn cho mấy chị luôn. Hoa nhí xanh giùm em. Lên đồ bộ váy đầm này 2,5 mét. Ai lấy thì chốt lên giùm em nha. 2,5 mét 38.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 38 nha mấy chị. 38.000 2,5 mét giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 28 nha. 38.000 2,5 mét nha mấy chị. 38.000 2,5 mét. Lấy thì chốt lên giùm em mã 38 cho chị Tú Tú nè. Bon nha mấy chị. Em có mảnh bon màu xanh này, cái này là có hình con bướm ẩn giùm em nha, bướm ẩn nha. Mấy chị này, mấy chị lót lên màu tối á, ẩn lên con bướm rất là xinh luôn nha. Bon hoa này em còn 1,6 nha mấy chị, 1,6. Đủ lên một cái đầm giùm em nha. Bướm ẩn giùm em, màu rất là đẹp luôn. 1,6 không thì mấy chị lên một cái đầm tầng cho bé rất là xinh luôn nha. 1,6 19.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 19. 19.000 von giùm em nha, 19.000 von. Lấy thì chốt lên giùm em mã 19 nè. 19.000 giùm em. 19 cho chị Quỳnh Giao nè. Em có mảnh mango hoa nè mấy chị. Mango hoa giùm em nha. Mango hoa. Đây là gì ạ? Măng gồ hoa này em còn được 1,5 mét nhưng mà khổ này em chỉ còn được 1,1 mét thôi nha. Măng gồ hoa này em, mấy chị nào mà canh may đủ áo thì chốt lên giùm em nha. Cái này em sale cho mấy chị nè. Em sale cho mấy chị nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã sale. Sale 15 nha mấy chị, sale 15. Lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị, sale 15. Canh may đủ áo nha. 1,5 mét khổ 1,1 mét. Sale 15, mấy chị nhắn sale 15 giùm em nha, sale 15. Sale rồi thêm số 15 vô nữa. Em có mảnh lụa hoa nha. Sale 15 cho chị Thu Hà nè. Em có mảnh lụa hoa cúc giùm em nha. Lụa hoa cúc giùm em này em còn được 1,4 mét nha. 1,4 mét lụa hoa cúc chắc co giãn cho mấy chị luôn, 1,4 mét đủ áo. Không thì mấy chị lên một cái đầm cho bé rất là xinh luôn nha. 24.000 ai lấy áo thì chú có giùm em 24 nha. 24.000 áo giùm em nha mấy chị, 24.000 áo. Lụa hoa cúc cho chị Thủy Mộc nè. 24 em hết nha mấy chị. Em còn mảnh lụa hoa vàng, cái này là lụa giấy giùm em nha mấy chị. Lụa giấy. Lụa giấy hoa vàng giùm em nha. Chị lên đồ bộ váy đầm nè. Lên đồ bộ váy đầm giùm em, 24 em hết nè. Hoa vàng này em còn được 3,5 mét nha mấy chị. 3,5 mét lụa hoa vàng giùm em. Lên một cái đầm xòe bao xinh nha mấy chị luôn. Lên một cái đầm xòe bao xinh nha. 3,5 mét. 3,5 mét 51.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 51 nha. 51.000 giùm em nha mấy chị, 51.000. 51.000 3,5 mét giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 51. Lấy hết thì chốt không thì chia nha. Lấy hết thì chốt không thì chia giùm em. Năm mốt ngàn giùm em nha. Năm mốt cho chị Tú Tú nè. Em có mảnh thun họa tiết nè mấy chị. Thun họa tiết giùm em nha. Thun chắc dày dặn co giãn cho mấy chị luôn, thun nha.
lên cái đầm body, váy body anh chị rất là đẹp luôn nha, váy body giùm em. Thun này em còn được 3m2 nha mấy chị, 3m2 thun giùm em, chắc hơi dày dặn nhưng mà mấy chị là một cái đầm thiết kế bao đẹp luôn, đầm body giùm em nha mấy chị. Thun thun 103.000, ai lấy thì chốt với giùm em mã 103.000 nha. 103.000 3m2 lấy hết thì chốt, không thì chia nha mấy chị, lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nè. 103.000 3m2 nha, 103 chia cho chị Hoàng Lê nè. Em có mảnh caro mango nè mấy chị, mango caro giùm em nha. Mango caro này em còn đủ áo, 1m2 đủ áo nha, 1m2 đủ áo, chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. Lên áo kiểu không thì mấy chị lên một cái chân váy nha, mango loại 1 chắc dày dặn cho mấy chị luôn. 26.000, ai lấy thì chốt có giùm em mã 26 nha. 26.000 1m2 đủ áo giùm em, 26.000. 26 giùm em nha mấy chị, 26.000 giùm em. Lấy thì chốt có giùm em mã 26. 26.000 giùm em nha mấy chị, 26 cho chị Quỳnh Giao nè. Em còn mảnh hoa nhí nè, hoa xanh nha, von hoa xanh giùm em nha mấy chị, von hoa xanh mấy chị lót lên áo kiểu quấy đâm giùm em nha. Von hoa xanh này em còn đường 2,5m nha mấy chị, 2,5m von hoa xanh giùm em, nó đủ lên một cái áo đầm mấy chị, áo đầm xòe nha, một cái đầm xòe giùm em, hoa rất là đẹp luôn nha mấy chị, hoa này rất là đẹp luôn. Màu xanh rêu mấy chị, màu xanh rêu giùm em nha. 36.000, ai lấy thì chốt lên giùm em 36.000 nha. 36.000, 2,5m lấy thì chốt lên giùm em mã 36. 36.000, 2,5m giùm em nha, hoa rất là đẹp đúng không chị, 36.000 lấy thì chốt lên giùm em mã 36 nha, 36.000 giùm em. 36 cho chị Tú Tú nè. Em có mảnh bi nha, chắc đuổi giùm em nè mấy chị, bi chắc đuổi dày dặn cho mấy chị luôn. Lên đồ bộ váy đầm giùm em nha, cái này em còn được 2m nè mấy chị, 2m bi chắc đuổi dày dặn cho mấy chị. Mấy chị lên đồ bộ không thì lên một cái đầm nha, lên một đồ bộ hay là lên đầm giùm em. 48.000, lấy thì chốt lấy giùm em mã 48 nha, 48.000 2m. Lấy thì chốt cái giùm em mã 48 nha mấy chị, 48.000 giùm em nha, 48.000. Ai lấy thì chốt cái giùm em mã 48. Em còn mảnh thô họa tiết nữa nè mấy chị, thô họa tiết giùm em nha. Lên đồ đùi rất là mát luôn mấy chị, thô họa tiết này em còn, này em còn đủ áo thôi mấy chị. Mấy chị lên áo sơ mi kiểu giùm em nha, 1m3 đủ áo thôi, 1m3 thô đủ áo, thấm hút mồ hôi cho mấy chị luôn nha. Thô 21.000, ai lấy thô thì chốt lên giùm em mã 21. 21.000 thô giùm em nha mấy chị, 21.000 thô. Ai lấy thô thì chốt lên giùm em mã 21 nè, 21.000 giùm em. Lấy thô thì chốt lên giùm em mã 21. 21 cho chị Quỳnh Giao nè, em có mặt hoa cúc màu đỏ nè mấy chị, hoa cúc đỏ giùm em nha. Hoa cúc đỏ này em còn đủ áo luôn, 1m2 đủ áo, chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn, 1m2 đủ áo nha. Ai lấy hoa đỏ thì chốt lên giùm em nha. 24.000, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000 hoa giùm em nha, lấy thì chốt lên giùm em mã 24. 24.000 hoa giùm em, lấy thì chốt lên giùm em mã 24 nè mấy chị, 24.000 hoa rất là đẹp luôn. 24.000 giùm em nha. Em còn mảnh von nè mấy chị, von hoa nha, màu xám giùm em, von hoa nhí màu xám nè, lên áo kiểu váy đầm giùm em nha. Này em còn được 2m2 mấy chị, 2m2 von hoa màu xám giùm em nha, lên áo kiểu váy đầm nè, 2m2. Ai lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị, 2m2 31.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 31 nha, 31.000 2m2 nha mấy chị, 31.000 2m2. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 31. 31 cho chị Hoàng Lê nè. Em có mảnh hoa to nè mấy chị, hoa to giùm em nha.
chắc 100D coi dạng cho mấy chị luôn. Bao đẹp luôn mấy chị. Kho này rất là sang luôn nè. 31 em còn một mảnh cho chị Tú Tú nha. Kho to rất là sang cho mấy chị. Lên một cái đầm giùm em nha. Lên một cái đầm này em còn được 3m2 nha. 3m2 kho to lên một cái đầm giùm em nè. Lên một cái đầm xì giùm em. Kho to lên đồ rất là sang luôn mấy chị. 56 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 56 nha. 56 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 56. 56 ngàn giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị. 56 ngàn. 56 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 56 nha. 56 ngàn. 32 lấy chị lấy hết thì chốt không thì chia nha. 56 ngàn. 32 lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nè. Em còn mảnh hoa nha mấy chị. Hoa chắc voan lụa giùm em nè. Hoa nhí chắc voan lụa lên đồ bộ váy đầm nha. Lên đồ cho bà cho mẹ đều được nha mấy chị. Thì em còn được 2m. 2m hoa chắc voan lụa giùm em. 2m. Ai lấy hoa nhí thì chốt lên giùm em mã 34 ngàn. Lấy thì chốt lên giùm em mã 34 nha. 34 ngàn. Lên đồ cho bà cho mẹ đều được nha mấy chị. 34 ngàn hoa. Ai lấy hoa nhí thì chốt lên giùm em mã 34. 34 ngàn hoa giùm em nha. 34 ngàn. 34 cho chị Hoàng Lê này. Em còn mảnh voan voan nhí nha mấy chị. Voan nhí giùm em. Voan nhí này mấy chị lót lên áo kiểu váy đầm nha. Voan nhí này em còn được 2m rưỡi mấy chị. 2m rưỡi hoa nhí giùm em nha. Voan nhí này màu này nhã, màu tím nhạt giùm em nha. Rất là nhã luôn. Lên một cái đầm bao xinh cho mấy chị luôn. 2m rưỡi. 2m rưỡi. 37 ngàn. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 37 nha mấy chị. 37 nha giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 37. 37 nha giùm em nha mấy chị. 37 nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 37 nha. 37 nha giùm em nha. 37 nha. Em có mảnh họa tiết nha. Lụa giấy giùm em. Chắc lụa giấy họa tiết nè. Lên đồ bộ váy đầm giùm em nha. Họa tiết này em còn được 3m nha mấy chị. 3m họa tiết lụa giấy mỏng nhẹ cho mấy chị luôn. 3m. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em nha mấy chị. Họa tiết 38 ngàn. Ai lấy họa tiết thì chốt lên giùm em mã 38. 38 ngàn họa tiết giùm em nha. 38 ngàn họa tiết. Ai lấy họa tiết thì chốt cái giùm em mã 38 nha mấy chị. Xem like chấm bài giùm em đi mấy chị ơi. Xem like chấm bài giùm em đi. Ba tám với chị Tú Tú nè. Ba tám em thích nha chị Hoàng Lê. Chọn mảnh khác giùm em. Em có mảnh lanh đuổi nha mấy chị. Lanh đuổi hoa nhí đen giùm em nha. Lanh đuổi hoa nhí đen này em còn được 2m nè. 2m lanh đuổi này mấy chị về nhúng nước là nó thẳng nha mấy chị ơi. Lanh đuổi chắc rất là mát luôn. Lên đồ bộ váy đầm rất là mát này. 2m. Ai lấy lanh thì chốt lên giùm em mã 55. 55 ngàn. 2m nha mấy chị. Lấy thì chốt lên giùm em mã 55 nè. 55 ngàn giùm em. Chắc rất là mát luôn mấy chị. 55 ngàn. 2m. Lấy thì chốt lên giùm em mã 55. 55 ngàn giùm em nha. 55 ngàn. Em có mảnh họa tiết nha. Họa tiết chắc quan lộ giùm em. Họa tiết này. Họ tiết này em còn được 2m nha mấy chị. 2m họ tiết giùm em này. Lên đồ bộ váy đầm chắc qua lụa. Lên đồ không cần lót nha. 2m. 2m họ tiết này là 29 ngàn. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 29 nha mấy chị. 29 ngàn họ tiết giùm em. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 29. 29 ngàn. 2m nha mấy chị. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 29 nha. 29 ngàn giùm em. 29 cho chị Nguyễn Hoa. Nguyễn Hoa này. Em có mảnh hoa vàng nè mấy chị. Von hoa giùm em nha. Von hoa hoa vàng giùm em nè. Von hoa vàng giùm em nha. Lên áo kiểu váy đầm rất là sang luôn mấy chị. Này em còn được 2m rưỡi nha.
2,5 von hoa vàng mà chị thấy hoa sang không? Lên áo kiểu váy đầm rất bao sang nha mấy chị nha. Bao sang nha. Von là phải lót giùm em nha. 2,5 2,5 40,000 ai lấy thì chốt nó giùm em mã 40 nha mấy chị. 40,000 hoa. Hoa rất là sang luôn mấy chị ơi. Hoa mấy chị thấy không? Hoa bao sang luôn. 40,000 2,5 lấy thì chốt nó giùm em mã 40 nè. 40,000 giùm em nha. Em có mảnh gu xì nè mấy chị. Gu xì chân hai đầu lon giùm em nha. Hồng lon giùm em nha mấy chị. Hồng lon nè. Lên áo dài nha mấy chị. Lên áo dài độc lạ cho mấy chị luôn. Cái này em còn được 2,5 nha. 2,5 gu xì giùm em. Ai lấy gu xì thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. Đây là von lon giùm em nha mấy chị ơi. Von lon 34,000. Ai lấy gu xì thì chốt lấy giùm em mã 34 nha. 34,000 gu xì nha mấy chị. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 34 nè. 34,000 giùm em nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 34 nè. 34,000. Em còn mảnh lụa hoa nha. Lụa hoa giùm em nha mấy chị. Chắc chăm đê co giãn cho mấy chị luôn. Lụa hoa này em còn đủ áo nha. Em còn được 1,3 đủ áo nè. 1,3 đủ áo giùm em nha mấy chị. Lấy áo thì chốt lấy giùm em nè. 1,3 đủ áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19,000 đủ áo nha mấy chị. 19,000 đủ áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19 nè. 19,000 giùm em nha. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19 nha mấy chị. 19,000. 19,000 đủ áo giùm em nha. Em có mảnh xích nè mấy chị. Xích hồng giùm em nha. 19 cho chị hoàng lê nè. Cái này là chân chứ. Chân hồng. Chân hoa hồng á. Chân hai đầu giùm em nha. Lụa chân hai đầu giùm em nè. Hai đầu giùm em nha mấy chị. Lụa 100D co giãn cho mấy chị luôn nha. Cái này em còn được 2,2 nha. 2,2 lụa chân hai đầu giùm em. 2,2. Ai lấy thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. Chắc 100D co giãn cho mấy chị nè. 2,2 36,000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 36 nha. 36,000 giùm em nha mấy chị. 36,000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 36 nha. 36,000 giùm em. Có anh mẹ gì đâu mà ở hoài. 36,000 giùm em nha. 36 cho chị Quỳnh Giao nè. Em có mảnh hoa này mấy chị. Hoa chắc voan lụa giùm em nha. Hoa chắc voan lụa giùm em nè. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em nha. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em nè. Lấy hoa thì chốt lên giùm em nha. Hoa này em còn được 2,5 nha mấy chị. 2,5 hoa giùm em nha. 2,5 hoa giùm em nha mấy chị. Chắc voan lụa lên đồ bộ váy đầm giùm em nè. 2,5 hoa nha. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 33. 33,000 hoa giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 33 nè. Hoa bao đẹp cho mấy chị luôn. 33,000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 33 nha. Em còn mảnh von hoa nè mấy chị. Von hoa nha. Von hoa nè mấy chị lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nha. Von hoa này em còn được 2m nè mấy chị. 2m von hoa giùm em. Lót lên áo kiểu váy đầm nha. Hoa rất là xinh luôn. 2m. Ai lấy thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. 2m. 2m 25,000. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 25 nha. 25,000 hoa giùm em nha mấy chị. 25,000 hoa. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 25. 25,000 giùm em nè mấy chị. 25,000 hoa giùm em. Em có mảnh đốm nha. Đốm này là chắc là lụa Hàng Châu giùm em nha mấy chị. Lụa Hàng Châu giùm em. Cái này em còn đủ áo thôi. Đốm này em còn được 1m1 đủ áo nha. 1m1 đủ áo lụa Hàng Châu. Ở bên ngoài nó mềm giống như là phụ nhung vậy mấy chị. Rất là đẹp luôn nha. 1m1 đủ áo. Không thì mấy chị lên một cái chân váy nha. 20,000 nha mấy chị. 20,000. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 20. 20,000 đủ áo giùm em nha. Lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 20 nè. 20,000 áo giùm em nha. 20,000 áo. Lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 20 nè. 20,000.
Em có mảnh lụa hoa nha. Lụa hoa nhí giùm em nha mấy chị, lụa hoa nhí. Chắc 100D coi vậy nha mấy chị luôn, lên đồ bộ váy đầm nha. Này em còn được 1m6 nha mấy chị, 1m6 đủ lên bộ đồ đồ hẹp một cái đầm xu giùm em nha, 1m6. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em nha mấy chị. 1m6 27.000, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 1m6 nha, em chào chị Bảo Diệp nè, 27.000. 27.000 1m6 nha, lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 giùm em nha mấy chị ơi, 27.000. Em có mảnh 27 cho chị Thu Hà nè. Em có mảnh lụa bi nha. Lụa bi chắc 100D coi dạng cho mấy chị luôn nè, em còn được 1m1,5 nha. 1m1,5 đủ lên đồ đùi váy đầm nè. Này mấy chị lên đồ cho ba cho mẹ đều được nha. 1m1,5. 1m1,5 28.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 28 nha mấy chị, 28.000 giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 28 nha mấy chị, 28.000. 28.000 1m1,5. Em có mảnh one hoa nè mấy chị. One hoa nha. One hoa này em còn được 2m nè mấy chị, 2m one hoa giùm em, nên áo kiểu váy đầm nha. Hoa rất là đẹp luôn, 2m. Hoa là phải lót giùm em nha, ai lấy hoa thì chốt lên giùm em nha mấy chị. Hoa 25.000, ai lấy one hoa thì chốt lên giùm em mã 25. 25.000 hoa giùm em nha. Hoa rất là đẹp đúng mấy chị, 25.000. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 25 nè, 25.000 giùm em. 25.000 2m, lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 25 nha, 25.000. Em có mảnh họa tiết nè mấy chị. Họa tiết nha, cái này là bi 25 cho chị Hoàng Lê nè. Này là bi họa tiết chi tiêu ô giùm em nha. Có màu xanh, ô xanh, ô trắng giùm em nè. Này là chắc voan lụa giùm em nha mấy chị, chắc voan lụa giùm em. Lên đồ bộ váy đầm không cần lót nha. Họa tiết độc lạ cho mấy chị luôn. Thì mấy chị lên đồ bộ váy đầm nè. Này em còn được 3m1,5 nha mấy chị. 3m1,5 lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nha. Nó chia ô màu giùm em nha mấy chị. 3m1,5 lấy hết thì chốt không thì chia nè. 3m1,5 58.000, ai lấy thì chốt nó giùm em mã 58. 58.000 giùm em nha mấy chị, 58.000. Lấy thì chốt nó giùm em mã 58 nè. 58.000 giùm em nha. 58 cho chị Quỳnh Giao nè. Em có mảnh đuổi theo hạt nổ nha mấy chị, đuổi theo hạt nổ màu đen giùm em nha. Chắc dày dặn cho mấy chị luôn, lên đồ bộ váy đầm này. Lên áo kiểu giùm em nha. Đuổi dày dặn, cái này em còn được 1m1,5 nha mấy chị. 1m1,5 đuổi chắc dày dặn cho mấy chị luôn. Đuổi theo hạt nổ giùm em. Đuổi theo hạt nổ này là 39.000, ai lấy đuổi thì chốt lấy giùm em mã 39 nha mấy chị, 39.000 giùm em. Mẫu hoa nhí. Dạ, chị cứ xem like để em lên cho mấy chị nha, chứ bây giờ em cũng đâu có lựa được cho mấy chị đâu. Em xem like rồi, cái gì em like rồi mấy chị chọn giùm em nha. 39.000 nha mấy chị, lấy thì chốt cái giùm em mã 39 nè, hồi nãy cho em lên cũng nhí nhiều mà mấy chị. Em lên nhí nhiều mà. Đây. Lụa hoa nhí xanh nha. Này em còn đủ áo nè. Lụa hoa nhí xanh này em còn được 1m2 đủ áo nha. 1m2 đủ áo giùm em. Ai lên áo kiểu được thì chốt lên giùm em mã 18. 18.000 nha mấy chị, 18.000 đủ áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 18 nè. 18.000 áo giùm em nha, 18.000. Áo thì chốt lên giùm em mã 18. Em có mảnh lon nha. Lon này là lụa giấy giùm em nha mấy chị. Lon này em còn đủ áo luôn. 1m đủ áo giùm em lon nha. Lụa giấy chất mỏng nhẹ cho mấy chị luôn. Mấy chị canh mây đủ áo thì chốt lên giùm em nha. 1m. 1m 12.000, ai lấy lon thì chốt lên giùm em mã 12. 12.000 lon nha mấy chị, 12.000 lon. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 12 nè. 12.000 giùm em nha, 12.000 mấy chị, 12.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 12. 12 cho chị Quỳnh Giao nè. Chết rồi,
em có mảnh đốm hồng nha mấy chị, đốm hồng giùm em nha, đốm hồng chắc phon lụa giùm em này em còn được 2 mét nha, 2 mét đốm hồng giùm em lên đầu bộ váy đầm. Ai lấy đốm thì chốt đó giùm em nha mấy chị. Đốm này là 34 ngàn, lấy thì chốt giùm em mã 34 ngàn đốm giùm em nha, 34 ngàn đốm. Ai lấy đốm thì chốt đó giùm em mã 34 lên đồ bộ váy đầm giùm em nha, 34 ngàn giùm mấy chị, 34 ngàn giùm em. Em có lụa hoa nhí xanh nè mấy chị, lụa hoa nhí xanh này là chắc von lụa giùm em luôn nha. Lụa hoa nhí xanh chắc von lụa giùm em nè, này em còn được 2 mét nha, lấy thì chốt nó giùm em nha mấy chị, 2 mét đủ lên đồ bộ váy đầm nè, 2 mét 35 ngàn nha mấy chị. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã 35 ngàn 2 mét giùm em nha, đủ lên đồ bộ váy đầm, hoa rất là đẹp luôn. Lấy thì chốt nó giùm em nha, 2 mét 35 ngàn, lấy thì chốt nó giùm em mã 35. Cái hoa này em còn nhiều á mấy chị, nào có nhu cầu cách thêm á thì kèm mấy lên giùm em nha, cái này em có ở ngoài cây á, ở ngoài cây giùm em nha, hoa rất là đẹp luôn. Lấy thì chốt giùm em mã 35 nha mấy chị, 35 ngàn. Em có mảnh hoa nhí nữa nè mấy chị, hoa nhí nha, hoa nhí cái này là hoa nhí màu xanh đen giùm em, hoa nhí màu xanh đen này em còn được 1m6 nha, 1m6. Cái này mấy chị canh may lên đồ đùi á, rồi em lên một cái đầm suông giùm em, 1m6, 1m6 29 ngàn. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã 29 nha, 29 ngàn 1m6 nha mấy chị, 29 ngàn 1m6. Ai lấy á thì chốt, ai lấy thì chốt nó giùm em nha, 19 26 ngàn hả, chết rồi chết rồi, 29 ngàn 29 cho chị Thu Hà nè. Em còn mình xốp may đồ cho bé nha mấy chị, sáng rồi xốp may đồ cho bé giùm em nha, sáng rồi sáng rồi, 1m1 nha. Em chào chị Trần Phi Phượng nè, cái đó mã 29 mà em hết rồi nha chị Trần Phi Phượng, 1m1 đủ lên đồ cho bé giùm em nha, 1m1 đủ lên đồ cho bé. Ai lấy thì chốt đó giùm em mã 24 ngàn, lấy thì chốt đó giùm em mã 24 nha mấy chị, 24 ngàn giùm em, lấy thì chốt đó giùm em mã 24, 24 ngàn shop nha, lên đồ cho bé 24 ngàn, lấy thì chốt với giùm em mã 24 nha mấy chị, shop mỏng nhẹ đẹp cho mấy chị luôn, 24 ngàn. Em có mảnh hoa nha, hoa này là lụa giấy giùm em, hoa lụa giấy này em còn được 1m7 nè, 1m7 hoa giùm em, chắc lụa giấy mỏng nhẹ lên đồ bộ váy đầm nha, 1m7 23 ngàn. Ai lấy thì chốt với giùm em mã 23 23 ngàn giùm em nha mấy chị, 23 ngàn. Lấy thì chốt với giùm em mã 23 nè, 23 ngàn giùm em nha, 23 ngàn. Lấy thì chốt với giùm em mã 23 nè mấy chị, 23 ngàn giùm em nha, 23 ngàn. Em còn mảnh satin nè mấy chị, satin này em còn đủ áo thôi nha, satin họa tiết này em còn đủ áo, 1m1 nha, họa tiết giùm em nè mấy chị, mấy chị thấy họa tiết không, 1m1. Ai canh may đủ áo thì chốt nó giùm em nha, 1m1 20 ngàn. Ai lấy áo thì chốt nó giùm em mã 20 nha mấy chị, 20 ngàn đủ áo nè, lấy áo thì chốt nó giùm em mã 20 nha, 20 ngàn đủ áo nha mấy chị, 20 cho chị Quỳnh Giao nè. Lâu nữa không biết, nóng quá. Em còn mảnh von hoa nha, von hoa giùm em nha mấy chị, von hoa, von hoa chùm mấy chị lót lên áo kiểu váy đầm này. Von hoa này em còn được 2 mét nha mấy chị, von hoa này em còn được 2 mét nè, lót con áo kiểu váy đầm giùm em nha, hoa rất là xinh luôn mấy chị, hoa rất là xinh luôn nha, 2 mét. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 26, 26 ngàn hoa giùm em nha, 26 ngàn hoa. Lấy hoa thì chốt với giùm em mã 26 nè, 26 ngàn giùm em nha, 26 ngàn. Lấy hoa thì chốt với giùm em mã 26 nha mấy chị, 26 ngàn hoa giùm em. Hai mươi sáu ngàn nha,
Em còn mảnh lụa hoa to nè mấy chị. Lụa hoa to giùm em nha. Lụa hoa to nè mấy chị, lên một cái đầm xòe bao xa nha mấy chị luôn. Lụa 100D nha mấy chị, co giãn cho mấy chị luôn nè. Em còn được 3,5m. 3,5m mấy chị lấy hết thì chốt không thì chia nha. 3,5m lụa hoa to lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nè. 3,5m nha. 3,5m. Ba mét rưỡi 57.000, ai chốt lấy giùm em mã 57 nha mấy chị. 57.000 ba mét rưỡi lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nha. 57.000 ba mét rưỡi lấy hết thì chốt không thì chia giùm em này. Hoa này rất là sang luôn nha. 57.000 ba mét rưỡi lấy hết thì chốt không thì chia nha. Em còn mảnh họa tiết nè mấy chị. Đây là lanh giùm em nha. Lanh họa tiết này em còn đủ áo thôi. Lanh họa tiết thì em còn được 1m đủ áo. Ai cam may đủ áo thì chú lấy giùm em nha. Lanh cái này họa tiết rất là đẹp cho mấy chị luôn. Lanh áo kiểu giùm em nha. Mã 57. 16.000 giùm em nha mấy chị. 16.000 lấy thì chú lấy giùm em mã 16. Cái này em chỉ còn có một mảnh 3m rưỡi thôi chị My Ái ơi. Cái này em có một mảnh 3,5m thôi nha. Chứ em không còn nữa đâu. Em có một mảnh duy nhất đó thôi à. 16 cho chị Thúy Nguyễn nè. Em còn mảnh von hoa nha mấy chị. Von hoa giùm em. Cái này là von hoa nâu giùm em nha. Von hoa nâu này em còn được 2m nha mấy chị. 2m von hoa nâu lót lên áo kiểu váy đầm này, rất là xinh luôn nha. 2m giùm em. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 2m nha mấy chị. 27.000 2m. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27 nè. 27.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27. 27.000 nè. Em có mảnh thô theo nè mấy chị. Thô theo cây giùm em nha. Họ tiết rất là đẹp luôn. Họ tiết rất là đẹp luôn nha mấy chị. Cái này em còn được. Cái này em còn được 3m nha mấy chị. 3m. Họ tiết rất là đẹp luôn. Thô theo giùm em. 3m. Ai lấy thì chốt nó giùm em nha mấy chị. Thô theo 3m nè. 3m này là 46.000 nha mấy chị. 46.000 ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 46. 46.000 thô theo giùm em nha. Thô theo này rất sang luôn, lấy thì chốt lấy giùm em mã 46. 46.000 giùm em nha mấy chị. 46.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 46 nha. 46 cho chị Nguyễn Minh Huệ nè. Em có mảnh beo nha mấy chị. Beo giùm em. Lụa beo giùm em, lụa beo này em còn đủ áo thôi. Lụa beo đủ áo nha, cái này em còn được 1,2m mấy chị. 1,2m nha, cái này chắc 100D co giãn nha mấy chị luôn. 1,2m đủ áo. Ai lên áo kiểu thì chốt lấy giùm em nha. 1,2m 22.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 22 nha. 22.000 đủ lên áo kiểu giùm em nha mấy chị. 22.000 đủ lên áo kiểu. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 22. 22.000 giùm em nha. 22.000. Em có mảnh xốp nè mấy chị. Xốp may đồ cho bé giùm em nha. Xốp may đồ cho bé. Xốp may đồ cho bé nè mấy chị, lên đầm cho bé rất là xinh luôn nha. Em chào chị Nhung Mỹ nha. Này em còn được 2m nha mấy chị. 2m xốp giùm em nè. Cái này em bị mắc khổ mấy chị. Shop này em còn được 2m nhưng mà khổ của nó chỉ còn được 1,2m thôi nha. 1,2m, chị nào mà cam may lên đồ cho bé được thì chốt lấy giùm em nha, để em sale cho mấy chị nè. Cái này em sale cho mấy chị nha. Chị nào mà lấy sale thì chốt lấy giùm em mã sale nha. Sale 35.000 nha mấy chị, sale 35.000. Ai lấy sale thì chốt lấy giùm em mã sale 35 nha. Sale 35 giùm em nè.
22 cho chị Nhung Mỹ nè. 22 cho chị Nhung Mỹ nha. Sale 35 giùm em nha mấy chị, lên đồ cho bé rất là sale luôn. Sale 35 giùm em. Sale 35 nha mấy chị, sale 35. Thấy sale thì chú có giùm em nha mấy chị ơi, sale 35 nè. Em có măng gùa hoa đen nha mấy chị. Măng gùa hoa đen giùm em. Cái này. Sale 35 1m3 nha mấy chị. Một lượng này 1m3 chắc măng gùa hoa giùm em. Măng gùa hoa 1m3 đủ lên áo nha. Em chào chị Hòa Bùi nè. Hòa Bùi 26.000. Này lấy gì chú với giùm em mã 26 nha. Măng gùa hoa đen giùm em 1m3 26.000. Ai lấy thì chú với giùm em mã 26 nha. 26 cho chị Hoàng Lê nè. Em còn mảnh lụa lá nha mấy chị. 26 em còn một mảnh cho chị Văn Kim nè. Em còn mảnh lụa lá nha mấy chị. Lụa lá giùm em. Lụa lá thì mấy chị lên đồ đi biển mấy chị. Rất là đẹp luôn nha. Đồ đi biển cái này em còn được 3 mét nha. 3 mét 26 em hết nha mấy chị ơi. 3 mét 26 này em có 2 mảnh, em bỏ cho 2 chị kia rồi nha. Lụa lá 3 mét giùm em lên đồ đi biển nha mấy chị. Lên đồ đi biển 47.000. Ai lấy lá thì chốt với giùm em mã 47 nha. 47.000 lá giùm em. Lấy thì chốt với giùm em mã 47 nha mấy chị ơi. 47.000 lên đồ đi biển rất là đẹp luôn. 47.000 lấy thì chốt với giùm em mã 47 nha. Em còn mảnh von ép thì mấy chị, von ép nhung giùm em nha. Von ép nhung hoa rất là sang mấy chị, đủ lên áo kiểu giùm em nha. Này em còn được 1m1 này. 1m1 von ép nhung đủ lên áo kiểu giùm em, hoa rất là sang luôn. 1m1 ai can may đủ áo thì chốt lên giùm em mã 16. 16.000 đủ lên áo kiểu giùm em nha mấy chị ơi. 16.000 46 có được gì vậy chị ơi? Chị Nguyễn Minh Huệ, 46 có được gì? 46 em bỏ cho chị rồi hả? 16 cho chị Văn Kim nè. 16 em hết nha mấy chị. 16 em hết. Này cái mảnh cái thô theo nó là cái gì ta? To. À ấy là cái đó mảnh nhiều quá. Dạ ok chị nè. Em có mảnh lụa nha mấy chị, lụa họa tiết giùm em nha. Lụa họa tiết này em còn được 2m2 nha mấy chị. Chắc co dạy nha mấy chị luôn nha. 2m2 lụa họa tiết. 2m2 46. Hết rồi. Hết căng rồi. Được rồi. Mấy chị đợi em xíu nha, cái căng của em hết pin rồi. Đợi em thay căng nè. 2m2 giùm em nha. Họ tiết nha mấy chị, lên đồ bộ váy đầm rất là xinh luôn nha. Chắc co giãn mát cho mấy chị luôn. Họ tiết. Họ tiết hoa lá ô cho mấy chị luôn nha. 2m2 giùm em nè. 2m2 nha. Lấy thì chút lấy giùm em nha mấy chị. 2m2 nè. À. 2m2 này là 44.000 giùm em nha mấy chị. 2m2 44.000. Lấy thì chốt với giùm em mã 44 nha mấy chị. 44.000 giùm em. Lấy thì chốt với giùm em mã 44 nha. 44.000 giùm em nè mấy chị. 44.000. Em có mảnh von hoa nha. Von hoa giùm em. Von hoa này em còn được 1m7 nha. 1m7 von hoa giùm em nha mấy chị. 1m7 von hoa giùm em. Có lên áo kiểu váy đầm giùm em nè. 1m7 von hoa 20.000 giùm em nha mấy chị. Von hoa 20.000 lấy thì chốt lên giùm em mã 20. 20.000 hoa giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 20 nè. 20.000 giùm em nha mấy chị. 20.000 lấy thì chốt lên giùm em mã 20 nha. 20.000 giùm em nha mấy chị. 20.000
em còn mảnh hoa đỏ nữa nè mấy chị. Em còn mảnh lụa hoa đỏ nha. Lụa hoa đỏ này em còn đủ áo thôi. Lụa hoa đỏ này em còn đủ áo. 1 mét đủ áo giùm em nha. 1 mét đủ áo giùm em nè. Chị nào canh may đủ áo thì chốt lấy giùm em nha. Tình ngủ. Tình ngủ. 19.000 nha mấy chị. 19.000 một mét. 19.000 đủ áo. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 19 nha. 19.000, 19 cho chị Hoàng Lê nè. Em còn mảnh lụa hoa nè mấy chị. Lụa hoa giùm em nha. Lụa hoa này em còn được 1m4 nhưng mấy chị, 1m4 lụa hoa lên một cái đầm giùm em. Lên một cái đầm rất là xinh luôn nha. Lụa 100D co giãn cho mấy chị luôn nè. 1m4 nha. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 26 nha mấy chị. 26.000 hoa giùm em. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 26. 26 hoa giùm em mấy chị ơi. 26.000. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 26. 26 cho chị Vân Kim nè. Em còn mảnh lụa hoa nữa nè mấy chị. Em còn mảnh lụa hoa này nữa nha. Hoa này lên một cái đầm rất là xinh. Con này mấy chị lên đồ cho bé cũng được nha. Hoa này mấy chị lên đồ cho bé cũng được nha mấy chị. Cái này em còn được 4 mét này. 4 mét mấy chị lấy hết thì chốt không được chi giùm em nha. 4 mét. Co giãn nhẹ cho mấy chị nè. Lấy thì chốt lấy giùm em nha. 4 mét. Lấy hết thì chốt không thì chi giùm em nha mấy chị. Hoa. Hoa 59.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 59. 59.000 lấy hết thì chốt không thì chi giùm em nha. 59.000. Lấy hết thì chốt không thì chi giùm em nè. 4 mét. 4 mét. Lấy thì chốt có giùm em nha mấy chị ơi. 4 mét. Em còn mảnh á. Xốp nha mấy chị. Xốp màu giùm em nha. Cái này mấy chị lên áo kiểu bao xinh luôn. Lên áo kiểu giùm em nha. Cái này nó có sọc sọc cho mấy chị luôn. Sọc ô nha. Có sọc ô giùm em nha mấy chị ơi. Lên áo kiểu bao xinh cho mấy chị luôn. Lên áo kiểu mặc với chân váy nha. Em còn được 2 mét rưỡi nè. 2 mét rưỡi không thì mấy chị lên một cái đầm nha. Cô có đâu rồi? Nguyễn Minh Hề có đơn khúc à? Dạ ok chị nha. 2 mét rưỡi nha mấy chị. Xốp màu xanh xanh chai mấy chị ơi. 47.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 47 nha. 47.000 lên áo kiểu. Lên áo sơ mi kiểu không thì lên một cái đầm giùm em nha. Cái đầm ôm body mấy chị rất là đẹp luôn nha. 47.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 47 nha. 47.000 giùm em nha mấy chị ơi. 47.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 47 nè. Em có mảnh hoa nè mấy chị. Lụa hoa nhí giùm em nha. 47 cho chị Kim Dung nè. Lụa hoa nhí giùm em nha. Chất von lụa nè. Cái này chất von lụa giùm em nha. Cái này em còn đủ áo thôi. Em còn được 1 mét đủ áo mấy chị. 1 mét đủ áo nha. Chất von lụa màu xám giùm em. Ai cần may đủ áo thì chốt với giùm em nha mấy chị. 16.000. 16.000 đủ áo. Ai lấy áo thì chốt với giùm em mã 16 nha. 16.000 giùm em nha mấy chị ơi. 16.000. Canh may đủ áo thì chốt với giùm em mã 16. Em còn mảnh von hoa nha. Von hoa giùm em nha mấy chị. Von hoa nè. Von hoa này em còn được 1 mét rưỡi nha. Đủ lên một cái đầm hoặc là lên áo kiểu giùm em. Lót lên áo đầm, áo kỹ giùm em nha mấy chị. 1 mét rưỡi. Hoa màu nhã lên đầm rất là đẹp luôn. 1 mét rưỡi 24.000. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 24 nha. 24.000 hoa giùm em nha mấy chị. 24.000 hoa giùm em. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 24 nha. 24.000 giùm em nè. 24. Hoa rất là đẹp luôn nha. 24.000. 24 cho chị Quỳnh Giao nè. Em có mảnh măng gùa họa tiết nè mấy chị. Măng gùa họa tiết giùm em nha. Họa tiết bao sang như mấy chị luôn. Họa tiết này em còn được 1m3 đủ áo nha mấy chị. 1m3 đủ áo giùm em. Ai lấy họa tiết thì chốt lấy giùm em nha. Măng gùa chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. 1m3 22.000. Ai lấy họa tiết thì chốt lấy giùm em mã 22 nha. 22.000 họa tiết giùm em nha mấy chị. 22.000 họa tiết. Họa tiết rất là đẹp luôn mấy chị ơi, mango bao đẹp luôn. Mango họa tiết đều đẹp luôn mấy chị. Lấy thì chốt lấy giùm em nha.
Mã 22, 22 ngàn giùm em nha mấy chị, 22 ngàn. Lấy thịt chốt với giùm em mã 22. Em có mảnh lụa này mấy chị. Lụa họa tiết giùm em nha. Lụa ô ô họa tiết giùm em nè. Cái này em còn được 1m8 nha. 1m8 họa tiết mấy chị, lên đồ pyjama đùi hoặc lên một cái đầm xuông giùm em nha. Rất là đẹp luôn. 1m8. 1m8 31 ngàn, ai lấy thì chốt với giùm em mã 31 nha. 31 ngàn 1m8 nha mấy chị ơi, 31 ngàn 1m8 lấy thì chốt lên giùm em mã 31. 31 ngàn giùm em nha mấy chị, 31 ngàn. Em còn mảnh lá nữa nha. Lụa lá nha mấy chị, lá này là lá 3D giùm em nha, lá 3D. Lụa 100D co giãn nha mấy chị luôn. Cái này em còn được 3m. Này lá mấy chị lên đồ đi biển mấy chị, lên đồ đi biển rất là hợp luôn mấy chị, lên đồ cặp với chồng đi biển nha. 3m. 3m lá 3D giùm em nha. 3m 48.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 48 nha. 48.000 lá giùm em mấy chị, 48.000 lá, ai lấy lá thì chốt lên giùm em mã 48. 48.000 lá giùm em nha, 48.000 lá, lấy lá thì chốt lên giùm em mã 48. Em có mảnh đuổi theo hạt nổi nha mấy chị. Cái màu là màu đỏ, đỏ đắt giùm em nha, màu đỏ đắt. Cái này em còn được 1m đủ lên áo kiểu luôn nha, 1m đủ lên áo kiểu nè, chắc đùa dây dặn cho mấy chị luôn. 22.000 giùm em nha mấy chị, 22.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 22. 48 với chị Kim Dung nè. 22.000 giùm em nha, lấy thì chốt lên giùm em mã 22 nè. Chắc đuổi 22 nha mấy chị, 22 cho chị Quỳnh Giao nè. Em có mảnh von hoa nha mấy chị. Von hoa giùm em nha. Von hoa mấy chị lót lên áo kiểu váy đầm này, em còn được 2m luôn nha. 2m von hoa mấy chị lót lên áo kiểu váy đầm giùm em này, 2m. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em nha mấy chị, hoa. 22 em còn một mảnh với chị Hòa Bùi nè. 26.000 nha mấy chị. Chị Hòa Bùi lên số điện thoại giùm em nha. 26.000 giùm em nha mấy chị, 26.000 chị lên số điện thoại để em lưu đơn cho chị nha. 26.000 giùm em, lấy thì chốt với giùm em mã 26 nè. 26.000 2m lấy thì chốt với giùm em mã 26. 26.000 giùm em. Em còn mảnh hoa đen nè mấy chị. Hoa đen giùm em nha. Cái này là chắc lụa giấy giùm em nha mấy chị, lụa giấy hoa đen giùm em. Hoa rất là đẹp luôn. Hoa này em còn được 3,5m nha mấy chị, 3,5m mấy chị, lấy hết thì chốt không thì chi giùm em nha. Lấy hết thì chốt không thì chi giùm em nè. Chị Hòa Bùi lên số điện thoại giùm em nha chị ơi, lên số điện thoại để em lưu đơn cho chị nè. 3,5m là 48.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 48 nha mấy chị. 48.000 3,5m, chắc lụa giấy mỏng nhẹ cho mấy chị luôn, lên đồ bộ váy đầm đều xinh nha. 3,5m 48.000, lấy hết thì chốt không thì chi giùm em nha, 48.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 48 nha. 48.000 giùm em nha mấy chị, 48.000. Ok, em thấy số này chị chọn thêm giùm em tầm 4-5 mảnh nữa là đủ đơn nha chị. Ngày mai trưa 1 giờ ngày mai với lại tối 7 giờ ngày mai em còn like nha mấy chị. Em còn like ngày mai nữa nha. Thì muốn em mới chốt đơn, mấy chị nào mà chưa đủ đơn á, vô chọn thêm giùm em nha, để em chốt đơn luôn nè. Mấy chị tranh đáng chọn thêm cho đủ đơn giùm em nha. 48 cho chị Hoàng Lê nè. 45D lụa hoa này em còn đủ áo nha, lụa 75D co giãn cho mấy chị luôn, lụa 75D co giãn nha, co giãn nhẹ cho mấy chị thôi. Cái này em còn được 1m đủ áo nha. Đây có biết rồi nhưng mà chưa có vải hồi nào nè, tại mới đây hả? Thêm trời. Này em
còn đủ áo nha mấy chị. Đủ áo, ai lên đủ áo thì chốt lấy giùm em nha. Mười lăm ngàn nha mấy chị, 15.000 một mét ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 15. 15.000 một mét giùm em, ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 15 nè. 15.000 áo giùm em, coi đó kia 15.000, ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 15 nha. 15.000 đủ áo giùm em nha mấy chị, 15.000. Em có mảnh von nè mấy chị. Von hoa giùm em nha. Von hoa giùm em nè. Von hoa, cái này là hoa nó rơi rơi mấy chị. Nó không đứng một chỗ mà nó di chuyển nha. Cái này nó phân, này nó phân bố cứ mỗi cứ khúc khúc là nó có hoa nha. Nè mấy chị lên áo dài bao sang cho mấy chị luôn. Lên áo dài rất là đẹp luôn nha. Này em còn được 3.5 mét nha mấy chị, 3.5 mét lon giùm em. Hoa von hoa nha mấy chị, hoa rất là đẹp luôn mấy chị. Lên áo dài bao sang cho mấy chị luôn nè. Vậy rằng 50.000 ai lấy thì chốt cái giùm em mã 50. 50.000 giùm em nha mấy chị, 50.000. 50.000 3.5 mét lấy thì chốt cái giùm em mã 50. 50.000 giùm em nha mấy chị, 50.000 lấy thì chốt cái giùm em mã 50 nè. Lấy hết thì chốt không bị chia nha mấy chị, 50.000 lấy hết thì chốt không bị chia cho em. Em có mảnh lụa hoa nè mấy chị. Lụa hoa cái này là chắc lụa giấy giùm em nha. Hoa hoa chắc lụa giấy giùm em, cái này em còn được 2 mét nha mấy chị. 2 mét lụa hoa giùm em nha, 2 mét. Lên đồ bộ váy đầm giùm em nè. 2m 32.000 ai lấy thì chốt lên giùm em mã 32 nha. 32.000 2m giùm em lấy thì chốt lên giùm em mã 32. 32.000 giùm em nha mấy chị, 32.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 32 nè. Hoa bao đẹp cho mấy chị luôn, em còn mảnh hoa nữa nè mấy chị. Hoa chắc von lụa giùm em nha. Thế là hoa chắc von lụa giùm em, lên đồ bộ váy đầm không cần lót nha mấy chị. Cái này em còn được 2m luôn nha mấy chị ơi, 2m. 2 mét hoa. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em nha mấy chị, lên đồ bộ váy đầm nè. 34.000 ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 34 nha. 34.000 hoa giùm em nha mấy chị, 34.000 hoa. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 34 nha. 34.000 hoa nha mấy chị ơi, 34.000 hoa, lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 34. 34.000 giùm em. Em còn mảnh hoa này chắc lụa giấy nha mấy chị. Hoa hoa chắc lụa giấy mỏng nhẹ cho mấy chị luôn. Cái này em còn được 1.7 mét nha, đủ lên bộ đồ đùi với lại một cái đầm suông nha, không thì lên một cái đầm suông giùm em nha mấy chị. 23.000 ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 23 nha mấy chị. 23.000 giùm em nha, 23.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 23 nha mấy chị ơi. 23.000 lụa giấy mỏng nhẹ cho mấy chị luôn, 23.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 23 nha. 23.000 giùm em. Thôi. Em có mảnh gấm sọc nè mấy chị, gấm sọc giùm em nha. Gấm sọc chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. Này em còn được 3.5 mét nha. 3.5 mét mấy chị lấy hết thì chốt không được chia giùm em nha mấy chị. 3.5 mét gấm. Gấm sọc giùm em. Lên váy đầm áo kiểu, lên áo sơ mi kiểu rất là đẹp luôn mấy chị. 3.5 mét lấy hết thì chốt không thì chia nha. Chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. 53.000 ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 53 nha. 53.000 gấm nha mấy chị, rất là đẹp luôn mấy chị ơi. 53.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 53. 53.000 giùm em nha mấy chị, 53.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 53 nha. Em có mảnh đốm luôn nè mấy chị, đốm nha. Cái này là lụa Hàng Châu giùm em nha, chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. Cái này em còn được 1.2 mét nha. 1.2 mét đủ lên áo kiểu không thì mấy chị lên một cái đa chăn váy giùm em nha. Lụa Hàng Châu. Lụa Hàng Châu này cái mặt trước của nó mềm giống như là phủ nhung vậy mấy chị. 22.000 giùm em nha. 22.000 1.2 mét nha mấy chị, rất là đẹp luôn. 22.000 1.2 mét, chắc rất là mềm miệng cho mấy chị luôn. 22.000
Lấy thì chốt lên giùm em mã 22 nha mấy chị, 22.000. Lấy thì chốt lên giùm em nhân 22.000. Em không thấy có tốt là người mới hề. Hả? Người mới hề nhắn nha. Ủa? Trên này đâu thấy gì đâu. Có được. À nè. Chết rồi. Sao nó bị đơ dữ vậy? Xin lỗi mấy chị nha, cái máy của em nó bị đơ á, giờ nó bị ẩn con mình, giờ em lướt đi nó mới chịu đi nè, đứng im một chỗ luôn nó không chịu đi luôn nè. 50.000 hả? Đơ giả mê luôn. Đi tới đâu? Đi. 50.000 này đúng không chị Minh Huệ? 50.000 Văn Hoa này. 50 cho chị Nguyễn Minh Huệ này nha. Xin lỗi mấy chị nha, cái máy của em nó bị lát. Wi-Fi nó yếu mấy chị, lâu lâu nó cày giật kìa. Thôi thì ok, là chết lỡ phải không? Lỡ con mẹ nó mua rồi mình xem. Không. 32. Mấy chị đợi em xíu nha. Lạc trôi nó phương trời nào rồi. Thì điện thoại mình thấy hơi đi. 32 là mảnh này đúng không chị Minh Huệ ơi? Chị theo dõi giùm em nha. 32 là mảnh này đúng không? Đúng thì ok giùm em nè. Đúng thì ok giùm em nha. Mảnh 23 nữa hả? Ok chị Minh Huệ nè. Chị mấy chị thông cảm giùm em nha. Cái máy nó lâu lâu nó bị điên khùng khùng vậy á. Ế rồi mà nó còn là bày trò nữa vậy mấy chị. Ế rồi mà nó còn hành em nữa. Cái này em còn được 2 mét nha. 2 mét Văn Hoa, cái này là nền màu xanh chai giùm em nha mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn mấy chị, 2 mét. 2 mét 31.000, ai lấy thì chốt nó giùm em mã 31 nha. 31.000 giùm em nha mấy chị ơi, 31.000. Lấy thì chốt nó giùm em mã 31 nha. 31.000 giùm em nha mấy chị ơi, 31.000. Lấy thì chốt nó giùm em mã 31 nè. 31.000 giùm em nha mấy chị ơi, 31.000. Em có mảnh hoa vàng nè mấy chị. Hoa vàng cái này là chắc nỉ giùm em nha. Chắc nỉ dày dặn giùm em. 31 cho chị Hoàng Lê nè. Chắc nỉ dày dặn giùm em nha. Cái này em còn được 2m2 mấy chị. 2m2 chắc nỉ dày dặn nha. Dày dặn cho mấy chị luôn. Lên áo khoác cũng được mấy chị. Nhắc bao đẹp cho mấy chị luôn. 2m2. 2m2, ai lấy thì chốt nó giùm em nha mấy chị. 2m2. 2m2 này là 93.000 nha mấy chị. 93.000, 2m2 lấy thì chốt nó giùm em mã 93 nha. 93.000 giùm em nha mấy chị ơi, 93.000. Lên áo khoác giùm em nha, 93.000 lấy thì chốt nó giùm em mã 93. 93.000 giùm em. Em có mảnh Văn Hoa nè mấy chị. 93 cho chị Quỳnh Giao nè. Văn Hoa xanh nha. Văn Hoa xanh này em còn được 1m2 này mấy chị. 1m2 Văn Hoa xanh giùm em. Lấy thì chốt nó giùm em nha mấy chị. Văn Hoa xanh 1m2 đủ lên áo kiểu giùm em 14.000. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã 14 nha. 14.000 Văn Hoa nha mấy chị. Lấy thì chốt nó giùm em mã 14 nè. 14.000 giùm em nha. 14.000. Em có mảnh đốm nữa nè mấy chị. Đốm nha. Cái này là lụa Hàng Châu luôn giùm em nha. Đốm màu đỏ, cái này em còn đủ áo nha. Em còn được 1 mét đủ áo nè. Không thì mấy chị lên một cái chân váy nha. Màu rất đẹp luôn. Vải nó cũng đẹp nữa. 14 cho chị Hoàng Lê nè. Chất vải bao đẹp cho mấy chị luôn. 18.000. 18.000 1 mét đủ áo nha. Ai lấy áo thì chốt nó giùm em mã 18 nè. 18.000 giùm em. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã 18 nha. Các dũng còn không ghé thì để bên này nhiều hơn này. Chán. 18.000 giùm em nha mấy chị. 18.000 lấy thì chốt nó giùm em mã 18 nha. Chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. Bao đẹp. Mặt trước của nó mềm giống như nhung vậy mấy chị. Mềm giống như nhung vậy nha mấy chị, mà không chốt là tiếc lắm luôn nè. 18.000 giùm em nha.
Em có mảnh mango nè mấy chị, mango hoa nhí đen giùm em nha, 18 cho chị Hoàng Lê nè. Mango hoa nhí đen. Em còn đủ áo luôn nha. 1 mét mango nha mấy chị, 1 mét mango đủ áo, ai lấy áo thì chốt lên giùm em nha. Áo 18.000, ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 18. 18.000 áo giùm em nha mấy chị, 18.000. Lấy áo thì chốt lên giùm em mã 18 nha. 18.000 áo giùm em. Em có mảnh lụa bi nè mấy chị. Lụa bi giùm em nha mấy chị ơi, lụa bi. Lên đồ bộ váy đầm giùm em, chắc 100 đê co dạng cho mấy chị luôn. Cái này em còn lụa bi này em còn được 1,5 mét nha mấy chị, 1,5 mét lụa bi. Lên một bộ đồ đùi giùm em nha, không thì lên một cái đầm suông. Lấy lụa bi thì chốt nó giùm em nha mấy chị. Ai lấy bi thì chốt nó giùm em mà 28.000 bi giùm em nha, 28.000 bi. Ai lấy bi thì chốt nó giùm em mã 28.000 bi giùm em nha, 28.000. Lấy bi thì chốt nó giùm em mã 28 nha. 28.000 giùm em nha mấy chị. Em có mảnh von hoa nha. Von hoa xanh giùm em nha mấy chị, von hoa xanh. Von hoa xanh thì em còn được 2 mét luôn nè. 2 mét von hoa xanh mấy chị, lót lên áo kiểu váy đầm rất là xinh luôn nha, 2 mét. Lót lên váy đầm áo kiểu rất là xinh luôn nè. 2 mét 25.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 25 nha. 25.000 hoa nha mấy chị, 25.000 von hoa giùm em, lấy thì chốt lên giùm em mã 25. 25.000 giùm em có mảnh thô nè mấy chị. Thô nha. Thô lon giùm em mấy chị, thô lon lên đồ bộ rất là mát cho mấy chị luôn, thấm hút mùi hôi nha. Thô này em còn được 1,7 mét nha mấy chị, 1,7 mét thô giùm em, lên đồ bộ nè, thấm hút mồ hôi cho mấy chị luôn nha. Thô. Thô 1,7 mét này là 21.000, ai lấy thì chốt lên giùm em mã 21 nha mấy chị. 21.000 thô giùm em. Chắc mai mưa nữa. Mai mưa nhìn sống chốt nữa. 21 cho chị Quỳnh Giao nè. Em còn mảnh bi nè mấy chị. Bi đỏ giùm em nha. Cái này là đỏ băm giùm em nha mấy chị. Bi đỏ băm chắc mango luôn giùm em. Chắc mango nha mấy chị. Chắc mango. Bao đẹp cho mấy chị luôn. Bi màu đỏ băm. Cái này em còn được 2 mét nha. 2 mét bi nha mấy chị. 2 mét bi. Lên đồ bộ váy đầm giùm em nè. Chắc mango bao đẹp cho mấy chị luôn. 2 mét 39.000. Ai lấy bi thì chốt lên giùm em mã 39 nha. 39.000 bi giùm em nha mấy chị. 39.000 bi. Ai lấy bi thì chốt lấy giùm em mã 39 nha. 39.000 bi giùm em nha mấy chị. Bi nè. Bao đẹp cho mấy chị luôn bi. Ai lấy bi thì chốt lấy giùm em mã 39. 39.000 giùm em. Em có mảnh von hoa nè mấy chị. Von hoa nha. Hoa rất là đẹp cho mấy chị luôn. Lên áo kiểu váy đầm giùm em nè. Hoa này em còn được 3,5 mét nha mấy chị, 3,5 mét hoa giùm em, rót lên áo kiểu váy đầm. Không thì mấy chị chia ra giùm em nha, lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em nè, 3,5 mét. 3,5 mét giùm em, 3,5 mét 51.000 giùm em nha mấy chị, 51.000. 3,5 mét 51.000, lấy thì chốt cho giùm em mã 51 nha. 51.000 giùm em nha mấy chị, hoa bao đẹp cho mấy chị luôn. Lấy hết thì chốt, không thì chia nha, 51.000 giùm em nè. Em có mảnh đuổi hoa nè mấy chị. Đuổi hoa giùm em nha. Đuổi hoa. Đuổi hoa này em còn được 1,5 mét nè mấy chị. 1,5 mét đuổi hoa giùm em nha. Hoa bao sang cho mấy chị luôn. Hoa rất là sang luôn nha. 3,5 mét, 38.000. Lấy thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. 38.000. 38.000 1,5 mét nhân, lấy thì chốt lấy giùm em mã 38. 38.000 giùm em nha mấy chị ơi, 38.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 38 nha. 38.000 1,5 mét. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 38 nha mấy chị ơi, 38.000. Em có mảnh lụa hoa dây nè mấy chị. Lụa hoa chùm nha, cái này là lụa hoa chùm giùm em, lụa 100D co dạng cho mấy chị luôn. Này em còn được 1,5 mét. 1,5 mét lụa hoa chùm có co dạng cho mấy chị nha, 1,5 mét đủ lên bộ đồ đùi, không thì lên một cái đầm suông nha. 1,5 mét 26.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 26.
26.000 một mét rưỡi nha mấy chị. 26.000 một mét rưỡi lấy thì chú có giùm em mã 26.000. 26.000 một mét rưỡi giùm em nha. 26.000 một mét rưỡi lấy thì chú có giùm em mã 26. 26.000 giùm em nha mấy chị. Em còn mảnh thô họa tiết luôn nha mấy chị ơi, thô họa tiết nha. Chắc mát giùm em nha mấy chị, thấm hút mồ hôi cho mấy chị luôn, thô lên đồ đùi. Lên đồ đùi rất là mát luôn, thấm hút mồ hôi này em còn được 2 mét nha mấy chị. Họ tí giùm em nha, 2 mét thô. Ai lấy thô thì chốt lấy giùm em nha mấy chị, thô này. Bi đen trên xào vải gì? Bi đen. Này hả chị? Nè là nhí. Bi đen bình thường kìa. Bi đen bình thường. Bi nào chị? Cái này là nhí nha. Còn cái này là bi đen. Nó là bi đen nhưng mà nền hồng nha. Chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. 100D lên đồ bộ 75. Bao xinh cho mấy chị luôn nha. Mấy chị lấy thì kèm mét lên giùm em nè. 29 nha nha mấy chị. 29 ngàn 2 mét thô. Lấy đi, lấy thô thì chốt lấy giùm em mã 29 nè. 29 ngàn thô giùm em nha. 29 ngàn thô. Em có mảnh mango bi nè mấy chị, 29 cho chị Hoàng Lê nè. Mango bi giùm em nha, mango bi này em còn được 1m1. 1m1 mango bi giùm em nha, mango. 1m1 này đủ áo thôi. 22.000 ai lấy áo thì chốt cho giùm em mã 22. 22.000 đủ áo nha mấy chị, ai lấy áo thì chốt cho giùm em mã 22 nè. 22.000 đủ áo giùm em nha. 22 cho chị Thúy Phạm Thanh Thúy nè. Bi đen trên xào vải gì? Hồi nãy trả lời rồi. Để nhìn ra Tiên Nguyễn mới ra nha. Để nó nhìn ra tưởng Tiên Nguyễn. Nhìn ra tưởng chết rồi. Chết rồi. À, mất rồi. Em còn mảnh von hoa nhí nha mấy chị. Von hoa nhí giùm em nha. Đây là von hoa nhí đi giùm em. Chị lót lên áo kiểu váy đầm nha. Lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè. Này em còn được 1m4 mấy chị. 1m4 nha. Lên áo kiểu giùm em 1m4. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em nha mấy chị. Áo 21.000. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 21 nè. 21.000 áo giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em mã 21. Áo rất là đẹp luôn mấy chị. Lên áo kiểu ba xinh ba đẹp cho mấy chị luôn. 21.000. Lấy thì chốt với giùm em mã 21 nha. Em còn mã sọc nè mấy chị. Lụa sọc giùm em nha. 21 cho chị Trần Thị Phi Phượng nè. Em còn mã sọc nha. Lụa sọc giùm em. Chị Trần Thị Phi Phượng lên số điện thoại giùm em nha chị ơi. Lên số điện thoại để em lưu đơn cho chị nè. Ngày mai 1 giờ, trưa mai 1 giờ em còn like á. Mấy chị chưa đủ đơn thì vô chọn thêm giùm em nha. Mấy chị khách mới á, nhắn chọn xích cái trang fanpage của em đi. Để ngày mai em like nó thông báo cho mấy chị vô mấy chị chọn thêm nha. Thì em còn được 2 mét nha mấy chị. 2 mét sọc giùm em nha. 2 mét sọc lên đồ bộ váy đầm mấy chị. Lên một cái đa quần ống suông ấm rộng với một cái áo và rock top á, rất là đẹp luôn nha. 40 ngàn giùm em nha mấy chị. 40 ngàn lấy thì chốt cái giùm em mã 40 nha. 40 ngàn giùm em nha mấy chị. 40 ngàn. Von hoa nè mấy chị. Von hoa giùm em nha. Ok em thấy số nè. Chị chọn tầm 4-5 mảnh nữa là đủ đơn giùm em nha mấy chị. 4-5 mảnh nữa là đủ đơn giùm em nha. Von hoa nè em còn được 1m5 luôn nè. Von hoa này em còn được 1m8 mấy chị. 1m8 von hoa nha. Lót được áo kiểu váy đầm rất là xinh luôn nè. 1m8 nè. Mấy chị nhớ chọn thì chọn cho đủ đơn giùm em nha. Chứ đừng có chọn 1-2 mảnh rồi mấy chị đi ra. Mấy công em xả đơn tội em nha. Cũng tội mấy chị nữa. Chọn thêm cho đủ đơn. Chỉ có tầm 4-5 mảnh là đủ đơn rồi nha. 24.000 ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 24 nha mấy chị. 24.000 1m8 lấy thì chốt lấy giùm em mã 24 nha. Von hoa 24.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 24 nè. Còn gì nữa đâu. Em
còn mảnh hoa này mới chị, chắc hoa lụa giùm em nha, hoa chắc hoa lụa lên đầu bộ váy đầu không cần lót nha. Hoa này em còn đường 2m nha mấy chị, 2m hoa giùm em chắc hoa lụa mát cho mấy chị luôn, 2m. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em nha mấy chị, 2m 34.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 34.000 hoa nha mấy chị, 34.000 hoa. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 34.000 lên đồ bộ váy đâu không cần lót nha. 34.000 giùm em nha, 34.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 34. Em còn mã xích nè mấy chị, xích nha. Xích này là chắc măng gồ giùm em 34 cho chị Hoàng Lê nè. Xích chắc măng gồ giùm em nha mấy chị. Rất là đẹp luôn nha. Trên đồ pyjama đùi á, cái này em còn được 2,5m nha mấy chị, 2,5m xích. Chắc bao đẹp cho mấy chị luôn, họa tiết nó cũng đẹp nữa. Xích này là 52.000 nha mấy chị, 52.000 lấy đi chút lấy giùm em mã 52. Chút lấy giùm em mã 52 nha chị, Thúy Phạm Thanh Thúy nè, 52.000 giùm em nha. 52 cho chị Thúy Phạm Thanh Thúy nè. Em còn mảnh hoa nè mấy chị, hoa nha. Cái này là lụa nhặt giùm em mấy chị ơi, lụa nhặt chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. Cái này em còn được 1m, 1,5m nha. Cái này là họa tiết giùm em nha mấy chị, lụa nhặt, lụa nhặt cái này là họa tiết chắc bao đẹp cho mấy chị luôn, mềm mướt rất là mịn luôn nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 27 nha mấy chị, 27.000 giùm em. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27 nè, 27.000 giùm em nha. Không, cái này là lụa Hàng Châu nha mấy chị. Em lộn nè, cái này là lụa Hàng Châu. Mặt trước của nó mềm giống như là phụ nhung vậy á. Bao đẹp cho mấy chị luôn. Chắc thì mấy chị không cần lo nữa. Chọn họ tiết giùm em nha, 27.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27. Họ tiết này nó cũng đẹp nè mấy chị ơi. Nên đồ rất là đẹp luôn nha, 27.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 27 nha. Mango đốm nè mấy chị, mango đốm giùm em nha. Lên đồ bộ váy đầm nè, mango đốm xanh này em còn được 2,8m nha mấy chị, 2,8m mango đốm. 27 cho chị Thúy Phạm Thanh Thúy nè, 2,8m 53.000. Ai lấy thì chốt lên giùm em mã 53, 53.000 giùm em nha mấy chị, 53.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 53 nha, 53.000 giùm em nha mấy chị. Mango rất bao đẹp cho mấy chị luôn, 53.000. Lấy thì chốt lên giùm em mã 53. Đang có mảnh hoa nè mấy chị, hoa lụa hoa giùm em nha, 53 cho chị Thúy Phạm Thanh Thúy nè. Lụa hoa này em còn được 2,5m nha mấy chị, trắng 100D co giãn bao đẹp cho mấy chị luôn, bao đẹp cho mấy chị luôn nha mấy chị. Lên một cái đầm bao xinh bao xịn luôn. Ai lấy hoa thì chốt lụa hoa, chốt lấy giùm em mã 50 nha mấy chị, 50.000 hoa giùm em, 2,5m nha. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 50, 50.000 2,5m. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 50, hoa rất là đẹp đi mấy chị, 50.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 50 nha. Em có mảnh mango nữa nè mấy chị, mango nha, mango cái này là lon giùm em nha. Mango lon, mango lon này em còn được 3m nè mấy chị, 3m mango lon lon giùm em. Lên một cái đầm thiết kế bao xinh luôn. Màu lon lon này lên đồ rất là đẹp mấy chị. Mấy chị lên đồ bộ hay là lên một cái đầm nha, lên một cái đầm bao xinh cho mấy chị luôn. 3m, 3m 64.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 64 nha mấy chị, 64.000 3m. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 64. Mango loại 1 mấy chị, dài dạng bao đẹp cho mấy chị luôn nha, 64.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 64 nha, 64.000 giùm em nha mấy chị. Em còn mảnh van hoa nè, 64 cho chị Thúy Phạm Thanh Thúy nè. Em còn mảnh van hoa nha. Van hoa này mấy chị lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nha. Van hoa này em còn được 1,5m nè mấy chị, 1,5m van hoa giùm em. Lót lên áo kiểu váy đầm nè. 1,5m. 1,5m 19.000, ai lấy thì chốt cho giùm em mã 19 nha.
19.000 một mét rưỡi nhưng mà chị 19.000 một mét rưỡi ai lấy thì chốt với giùm em mã 19.000. 19.000 giùm em nha, 19.000. Lấy thì chốt với giùm em mã 19.000 mấy chị. 19.000 giùm em. Em có mảnh lụa hoa nha. Lụa hoa giùm em. Chắc rất là đẹp luôn mấy chị, họa tiết nó cũng xinh như mấy chị luôn nha. Lên một cái đầm thiết kế bao xinh bao đẹp luôn. Cái này em còn được 2m2 nha mấy chị. 2m2 lụa hoa giùm em, chấm 100D co giãn cho mấy chị luôn này. 2m2 2m2 40.000 ai lấy thì chốt cái giùm em mã 40 nha mấy chị. Họa tiết rất là đẹp luôn mấy chị, 40.000. Lấy thì chốt cái giùm em mã 40 nha. Lên đầm bao xinh cho mấy chị luôn, 40.000. Lấy thì chốt cái giùm em mã 40 nha. 40.000 giùm em nè, 40. Lấy thì chốt cái giùm em mã 40 nè, 40 cho chị Quỳnh Giao. Em còn mảnh xốp nè mấy chị, xốp may đồ cho bé nha. Xốp này em còn được 1m4 nha mấy chị, 1m4 đủ lên may đồ cho bé nha. Màu rất là xinh luôn mấy chị, 1m4. 1m4 30.000, ai lấy thì chốt cái giùm em mã 30. 30.000 xích lượng, 30.000 xốp giùm em nha, 30.000 xốp. 30.000, 30 cho chị Hoàng Lê nè. Lấy thì chốt cái giùm em mã 30 nha. Uống gì nữa cho đi đái gì vậy? 30.000 giùm em. Em còn mảnh hoa nè mấy chị. Von hoa giùm em nha. Von hoa màu xanh chai giùm em. Hoa rất là đẹp luôn mấy chị. Lên áo dài bao xinh cho mấy chị luôn. Hoa hoa này em còn được 3m2 mấy chị, 3m2 mấy chị lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nha. Hoa rất là đẹp cho mấy chị luôn nha. 3m2 mấy chị lấy hết thì chốt không thì chia nè. 3m2 46.000, ai lấy thì chốt nó giùm em mã 46 nha. 46.000 3m2 giùm em nha mấy chị ơi. 46.000 3m2 lấy hết thì chốt không thì chia. 46 cho chị Quỳnh Giao nè. Em còn mảnh lụa lon nè mấy chị. Lụa lon giùm em nha. Lụa 100D co giãn cho mấy chị luôn. Lên đồ bộ váy đầm nha. Cái này em còn được 1m5 nè. Chắc co giãn cho mấy chị luôn nha. Lon này rất là đẹp luôn mấy chị. Lon rất là đẹp luôn nha. 1m5. 25.000 ai lấy thì chốt lên giùm em mã 25 nha mấy chị. 25.000 1m5 lấy thì chốt lên giùm em nha. 25.000 25.000 1m5 giùm em nha. Lấy thì chốt lên giùm em. Mấy chị không chốt nổi em nghĩ á nha. Em còn mảnh thô nha. Mấy chị không chốt nữa là em nghĩ giờ ạ. 25 cho chị Thúy Phạm Thanh Thúy nè. Em còn mảnh thô nha mấy chị. Thô thô chắc mát cho mấy chị thấm hút mồ hôi nữa nha. Thô này em còn được 2m nè. Thô 2m họ tiếp bao xinh cho mấy chị luôn. Xinh sang nha. 2m thô. Ai lấy thô thì chốt nó giùm em nha mấy chị. Thô 32.000, ai lấy thô thì chốt nó giùm em mã 32. 32.000 thô giùm em nha. 32.000, ai lấy thô thì chốt nó giùm em mã 32 nè. 32.000 giùm em nha mấy chị. 32.000. Em có mảnh lụa hoa nữa nha. Lụa hoa này em còn đủ áo. 1m2 lụa hoa đủ áo giùm em nha. Chắc co giãn cho mấy chị nha. 1m2. Ai lấy áo thì chốt nó giùm em nha mấy chị. 21.000, ai lấy áo thì chốt nó giùm em mã 21 nè. 21.000 áo giùm em nha. 21.000 áo. Lấy áo thì chốt nó giùm em mã 21. 21.000 áo nha mấy chị. 21.000 áo, lấy áo thì chốt nó giùm em mã 21 nè. Em còn mảnh hoa đỏ nè mấy chị. Hoa đỏ nha, 21 cho chị Quỳnh Giao nè. 100D nha mấy chị. 100D giùm em, cái này em còn được 1m1 đủ áo thôi. 100D chắc 100D dài dạng chắc mướt như mango luôn nha mấy chị. 100D loại 1 á, mướt như mango luôn. 19.000, ai lấy thì chốt cái giùm em mã 19 nha. 19.000 đủ áo nha mấy chị. Ai lấy áo thì chốt cái giùm em mã 19. 19.000 đủ áo giùm em nha. 19.000 em còn mảnh lụa lá nha mấy chị. Lụa lá giùm em nha, chắc 100D luôn. 19 cho Thúy Phạm Thanh Thúy nè. Em còn mảnh lụa lá nha.
chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. Lên váy làm đồ bộ đều được nha mấy chị. Cái này em còn được 3,5 mét nha. 3,5 mét lụa lá giúp em, mấy chị lấy hết thì chốt không thì chia nha. Chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. 3,5 mét lấy hết thì chốt không thì chia nha. 3,5 mét nên là 63.000. Ai lấy thì chốt cái giùm em mã 63. 63.000 lấy hết thì chốt không thì chia nha mấy chị. 63.000 lấy thì chốt cái giùm em nha. 63.000 lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nè. 63.000 giùm em nha. 63.000 em có mảnh á hoa đen nha mấy chị. Hoa đen giùm em, cái này là chắc lụa giấy giùm em nha. Lụa giấy hoa đen giùm em nha mấy chị. Lên đồ bộ váy đầm đều xinh luôn nha. Này em còn được 3,5 mét nha mấy chị. 3,5 mét lụa giấy hoa đen giùm em, mấy chị lấy hết thì chốt không thì chia nha. Lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nè. 3,5 mét. 3,5 mét 48.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 48 nha. 48.000 3,5 mét giùm em. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 48. 48.000 nha mấy chị. 48.000 3,5 mét lấy hết thì chốt không thì chia nè. Bốn tám với chị Quỳnh Giao nè. Em còn mảnh lụa nè mấy chị. Cái này là lụa hoa giùm em nha. Chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. Chắc 100D bao đẹp cho mấy chị nha. Mốt như măng gồ vậy mấy chị. Này em còn được 2 mét luôn nha. 2 mét lụa hoa giùm em nha mấy chị. Hoa rất là đẹp luôn. Lên một cái đầm bao xinh cho mấy chị luôn. 2 mét 3. 2 mét này là 40.000 giùm em nha. 2 mét 40.000. Ai lấy thì chú lấy giùm em mã 40 nha mấy chị. 40.000. Lên một cái đầm bao xinh cho mấy chị. 40.000. Lấy thì chú lấy giùm em mã 40 nha. 40.000 giùm em nha mấy chị. 40.000. Em có mảnh bon hoa nè mấy chị. 40 cho chị Quỳnh Giao nè. 40 em còn một mảnh cho chị Thúy Phạm Thanh Thúy nè. Em còn mảnh von hoa nha mấy chị. Von hoa giùm em nè. Von hoa nè em còn được 2 mét nha mấy chị. 2 mét von hoa giùm em nha. Mấy chị lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nè. 2 mét. 2 mét này là 25.000 nha mấy chị. 25.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 25 nha. 25.000 2 mét giùm em nha mấy chị. Lót lên áo kiểu váy đầm này 25.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 25 nha. 25.000 giùm em nha mấy chị. Em còn mảnh hoa cúc nè. Hoa cúc này em còn đủ áo nha. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. Hoa cúc này em còn được 1,2 mét đủ áo nè. Lụa giấy mỏng nhẹ giùm em nha. 1,2 mét đủ áo. Lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 18. 18.000 áo nha mấy chị. 18.000 áo. Lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 18. Em còn mảnh mango bi nha. Mango bi đủ áo luôn mấy chị. Mango bi đủ áo 18 cho chị Thanh Thúy Phạm Thanh Thúy nha. Em còn được 1,3 mét nè mấy chị. 1,3 mét mango nha. Mango bi 1,3 mét đủ áo. Lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 26. 26 cho chị Thúy Phạm Thanh Thúy luôn nè. Em còn mảnh lụa hoa này mấy chị. Này lụa hoa to giùm em nha. 3,5 mét nha. 3,5 mét lụa hoa to giùm em. Chắc 100D co dạng cho mấy chị luôn. Lên một cái đầm bao xinh bao đẹp cho mấy chị luôn nha. 3,5 mét mấy chị lấy hết thì chốt không thì chia nha. 3,5 mét. 3,5 mét 56.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 56 nha. 56.000 giùm em nha mấy chị. Hoa này rất là sang luôn. Lên một cái đầm bao xanh cho mấy chị luôn. 3,5 mét 56.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 56 nha. 56.000 giùm em. Mango hoa nữa nè mấy chị. Mango hoa nha. Mango hoa này em còn đủ áo luôn. 1 mét đủ áo nha mấy chị. Ai canh may đủ áo thì chốt lấy giùm em 1 mét. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 18. 18.000 áo nha mấy chị. Lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 18 nè. 18.000. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 18 nha.
18.000 áo giùm em nha, 18 cho chị Thúy Phạm Thanh Thúy nè. Em còn mấy lụa hoa nè mấy chị. Lụa hoa chắc phân lụa giùm em nha. Hoa bao đẹp cho mấy chị luôn. Lụa hoa này mấy chị lên đồ bộ váy đầm cân gần lót nha. Cái này em còn được 2m2 nè mấy chị. 2m2 lụa hoa giùm em. Chắc phân lụa. Bao đẹp cho mấy chị luôn nha. 2m2 34.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 34 nha. 34.000 hoa nha mấy chị. Lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 34 nè. Lụa hoa đỏ nha. Lụa hoa đỏ này em còn đủ áo luôn. 1m3 đủ áo nha mấy chị. Chắc co giãn cho mấy chị luôn. Chắc 100D nha. Bao đẹp cho mấy chị. 1m3 24.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 24 nha mấy chị. 24.000 hoa đỏ. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 24.000 giùm em nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 24 nè. 24 cho chị Quỳnh Giao nha. 24 em còn một mảnh cho chị Thúy Phạm Thanh Thúy nè. Đốm gì vậy? Đốm. Em còn mảnh đốm màu đỏ nè mấy chị. Đốm cái này là lụa Hàng Châu giùm em nha. Đốm. Cái đấy là đau đầu meo. Đau đầu quá. Lụa Hàng Châu giùm em nha mấy chị. Cái này em còn đủ áo luôn. 1m. 1m đủ áo nha. Lụa Hàng Châu rất là đẹp cho mấy chị luôn. Nó mềm như là phủ nhung vậy mấy chị. 1m 19.000 giùm em nha. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 19. Không thì mấy chị lên áo kiểu, không thì mấy chị lên một cái chân váy giùm em nha. 19.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 19. 19.000 chắc rất là đẹp cho mấy chị luôn. Mười chín cho chị Hoàng Lê nè. Em có mảnh lụa hoa nha. Lụa hoa chùm giùm em nha mấy chị. Lụa hoa chùm này em còn được 1m4 nha mấy chị. 1m4 lụa hoa chùm chắc 100D co giãn cho mấy chị luôn. 1m4 mới luôn. 26.000 giùm em. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 26. 26.000 giùm em nha mấy chị. 26.000 lấy thì chốt lấy giùm em mã 26 nè. 26.000 giùm em nha. 26.000 em có mảnh hoa nè mấy chị. Hoa lụa giấy giùm em nha. Hoa lụa giấy này em còn được 1m7 mấy chị. Mấy chị lên đồ bộ váy đầm nha. Lụa giấy mỏng nhẹ cho mấy chị luôn. 1m7. Ai lấy giấy thì ai lấy lụa giấy thì chốt lấy giùm em mã 23. 23.000 nha mấy chị. 23.000 1m7. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 23. 23.000 giùm em nha. 23.000 23 cho chị Hằng. 23 em bỏ cho chị Thúy Phạm Thanh Thúy nè. Em còn mảnh vân hoa nữa nha. Vân hoa nha mấy chị. Vân hoa này em còn được 2m nè. 2m vân hoa mấy chị lót lên áo kiểu váy đầm giùm em nha. Hoa bao xinh cho mấy chị luôn. 2m. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000 hoa nha mấy chị. 26.000 hoa. Ai lấy hoa thì chốt lên giùm em mã 26. 26.000 hoa giùm em nha. Em có mảnh mảnh họa tiết nè mấy chị. Sọc họa tiết giùm em nha. Lụa sọc cái này là lụa giấy bao nhẹ cho mấy chị luôn. Mỏng nhẹ nha. Em còn đủ áo 1m3. 1m3 đủ áo giùm em nha mấy chị. 1m3 đủ áo. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em nha. 1m3 19.000. Ai lấy áo thì chốt lên giùm em mã 19. 19.000 áo giùm em nha mấy chị. 19.000 áo. Em có mảnh lụa hoa nhí màu đỏ nè. Lụa hoa nhí đỏ nha. Em còn đủ áo luôn. 1m1 nha. 19 cho chị Thúy Phạm Thanh Thúy nè. Cái này em còn đủ áo 1m1 nha mấy chị. Chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. Lụa hoa nhí. Lụa hoa nhí đủ áo 20.000. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 20 nha. 20.000 áo giùm em nha mấy chị. 20.000 áo. Ai lấy áo thì chốt lấy giùm em mã 20 nè. 20.000 áo giùm em. Thay áo đi chốt lấy giùm em mã 20 nha. 20.000. Em có mảnh lụa bi nè mấy chị. Lụa bi nha. Lên đồ bộ váy đầm đều được nha mấy chị. Lụa bi nè em còn được 1m6 nè mấy chị. Chắc co giãn như mấy chị luôn. 1m6 lụa bi. Ai lấy bi thì chốt lấy giùm em nha. Bi 28.000. Ai lấy bi thì chốt lấy giùm em mã 28. 28.000 bi giùm em nha. 28.000 bi. Lấy bi thì chốt lấy giùm em mã 28 nè.
Em có mảnh lụa hoa hồng này mấy chị. Lụa hoa hồng 28 cho chị Thúy Phạm Thanh Thúy. Lụa hoa hồng giùm em nha, các 100 deco dẫn cho mấy chị luôn, lên một cái đầm xì bao xinh bao đẹp luôn mấy chị. Lụa hoa hồng này em còn được 3m2 nha. 3m2 lụa hoa hồng nha mấy chị, lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em. 3m2 52.000, lấy thì chốt, lấy giùm em mã 52 nha mấy chị ơi. 52.000 lấy hết thì chốt, không thì chia giùm em nha. 52.000 giùm em nè, 52.000. Em còn mảnh hoa nhí nha. Hoa nhí chắc von lụa giùm em nè mấy chị, hoa nhí chắc von lụa giùm em. Nên đồ bộ váy đầm không cần lót nha. Cái này em còn được 2m nha mấy chị, 2m, 2m hoa nhí giùm em. Ai lấy hoa nhí thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. Hoa nhí 34.000, ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 34. 34.000 nhí giùm em nha mấy chị ơi, 34.000 nhí. Ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 34 nha. 34 cho chị Thúy Phạm Thanh Thúy nè. Em có mảnh xốp may đồ cho bé nè mấy chị. Xốp may đồ cho bé giùm em nha. Xốp may đồ cho bé bao xinh cho mấy chị luôn. Xốp hoa tím giùm em nè. Xốp hoa tím này em còn được 2m nha mấy chị. Xốp hoa tím này em còn được 2m nhưng mà khổ nó chỉ còn được, khổ nó chỉ còn được 1m2 thôi nha mấy chị. Khổ chỉ còn 1m2 thôi. Em sale cho mấy chị nha, mấy chị nào mà canh may đồ cho bé được thì chốt nó giùm em nha. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã. Ai lấy thì chốt nó giùm em mã sale 35 nha mấy chị, sale 35, shop may đồ cho bé bao xinh luôn. Lấy thì chốt nó giùm em mã sale 35 nha. Sale 35 giùm em nha mấy chị ơi, sale 35 nè. Lấy sale thì chốt nó giùm em mã sale 35 nè. Em có mảnh hoa nè mấy chị. Hoa nhí giùm em nha. Hoa nhí lên đồ bộ váy đầm cho bé, lên đồ bộ váy đầm cho bà đều được nha mấy chị ơi, lên đồ cho bà cho mẹ đều được nè. Này em còn được 4m nha mấy chị. 4m giùm em nha mấy chị, lấy hết thì chốt không thì chia nha. Xe 35 cho chị Quỳnh Giao nè. Mấy chị lấy hết thì chốt không thì chia giùm em nha. Nhí này là 70.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 70 nha. 70.000 nhí giùm em nha mấy chị, 70.000 nhí. Ai lấy nhí thì chốt lấy giùm em mã 70, 40. 4m lấy hết thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. 4m lấy hết thì chốt không thì chia nè. 70.000 nha. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 70 nha mấy chị, 70.000, 70 cho chị Hoàng Lê nè. Còn mảnh von lon nha mấy chị. Von hồng lon giùm em, cái này là chân hai đầu, gu xì giùm em nha. Gu xì chân hai đầu giùm em, cái này em còn được 3m nha mấy chị. Lên áo dài bao sang cho mấy chị luôn nha. Von lon rất là đẹp luôn. Chân hai đầu gu xì giùm em nha. 3m 40.000, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 40. Lên áo dài bao sang luôn 40.000. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 40 nha mấy chị, 40.000 giùm em. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 40 nè. Em có họa tiết nè mấy chị. Họa tiết nhân 40 cho chị Quỳnh Giao nè. Lụa họa tiết giùm em nha. Lụa họa tiết này em còn được 2m nha. 2m lụa họa tiết. Chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. Lụa họa tiết 30.000. Ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 30 nha. 30.000 giùm em nha mấy chị. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 30 nè. 30.000. 30 cho chị Thúy Phạm Thanh Thúy. Đau lưng quá. Đi phải đuổi nha. Đuổi. Không. Không tay này luôn á. Không, sắp bọt. Em có mảnh sức bọt nè mấy chị. Sức bọt hoa giùm em nha. Sức bọt hoa nha mấy chị. Hoa này rất là sang luôn. Sức bọt hoa này em còn được 2m nha mấy chị. 2m sức bọt hoa giùm em rất là đẹp luôn mấy chị. Lên đồ bộ váy đầm đều được nha. 2m. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 38. 38.000 hoa giùm em nha. 38.000 hoa. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 38 nè. 38.000 hoa giùm em nha mấy chị. 38.000 hoa. Ai lấy hoa thì chốt lấy giùm em mã 38 nha. 38
giùm em. Em có mảnh hoa nhí xanh nè mấy chị, hoa nhí xanh nha. Này chắc con lụa giùm em, chắc bao được cho mấy chị luôn, lên đồ bộ váy đầm. Cái này em còn được 4 mét nha. 4 mét hoa nhí xanh nha mấy chị lấy hết thì chốt, không thì chia ra giùm em. 4 mét này là 70 ngàn, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 70, lên đồ bộ váy đầm đều được nha. 70 ngàn 4 mét lấy hết thì chốt, không thì chia nha mấy chị. 70 ngàn 4 mét lấy hết thì chốt, không thì chia ra giùm em nha. Em còn mảnh á, lụa sọc này mấy chị, 70 cho chị Thúy Phạm Thanh Thúy nè. Em còn mảnh lụa sọc nha, lụa sọc giùm em nè. Cái này em còn được 1m4 mấy chị, 1m4 lụa sọc, chắc bao co giãn cho mấy chị luôn nha, chắc co giãn cho mấy chị nè. Sọc này là 23 ngàn, ai lấy sọc thì chốt cái giùm em mã 23 nha mấy chị. 23 ngàn sọc, lên cái quần pyjama, lên một cái quần ống xuống ống rộng giùm em nha, lấy thì chốt lấy giùm em nha mấy chị. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 23 ngàn này, 23 ngàn giùm em. Lấy thì chốt lấy giùm em mã 23 nha. Em có mảnh á, lụa trắng hai đầu nè mấy chị, lụa trắng hai đầu trắng 100D co giãn cho mấy chị luôn, bao đẹp nha mấy chị ơi, bao đẹp. Cái này 2 mét tầm 40 ngàn mấy chị, mấy chị lấy thì chốt lấy giùm em nha. 2 mét tầm 40 ngàn giùm em nè, co giãn cho mấy chị luôn. Trắng hai đầu nha, màu xanh chai chắc bao đẹp luôn mấy chị. Màu xanh chai, lấy thì chốt lấy giùm em nha. 2 mét 40 ngàn, lấy thì chốt lấy giùm em nha mấy chị ơi. 40 ngàn giùm em, lấy thì chốt lấy giùm em mã 40. Em còn mảnh trăng nè mấy chị, trăng nha, trăng hai đầu giùm em luôn. Hoa trăng hai đầu chấm 100D co giãn cho mấy chị luôn. Cái này em còn được 1m4 nè, 1m4 đủ lên áo thôi nha. Trăng hai đầu, ai lấy trăng thì chốt lấy giùm em mã 22. 22 ngàn trăng nha mấy chị, 22 ngàn trăng. Ai lấy trăng thì chốt lấy giùm em mã 22. 22 ngàn giùm em nha, lấy thì chốt lấy giùm em mã 22 nè. 22 ngàn giùm em nha mấy chị, 22 ngàn. Em còn mảnh hoa nha, hoa này chắc bao đẹp cho mấy chị luôn. Lụa Hàng Châu nha mấy chị, lụa Hàng Châu. Hoa này là lụa Hàng Châu, chắc bao đẹp cho mấy chị nha. 2 mét tầm 35-40 gì vậy mấy chị. Mấy chị lấy đi kèm mét lên giùm em nha. 2 mét nè, 35-40 gì đó. Lấy thì kìm mấy cái giùm em, cái này em còn dài á mấy chị. Lấy thì chốt lấy giùm em nha. Em còn mảnh bi nè mấy chị. Bi nha, bi chắc đuổi giùm em nè, bi chắc đuổi giùm em nha. Bi này em còn được 3 mét nha mấy chị, 3 mét chắc đủ dài dặn giùm em luôn, lên đồ bộ váy đầm nè. 3 mét, lấy thì chốt lấy giùm em nha mấy chị, 3 mét nè. 3 mét 77 ngàn, ai lấy thì chốt lấy giùm em mà 77. 77 ngàn 3 mét giùm em nha mấy chị, 77 ngàn 3 mét lấy thì chốt lấy giùm em mà 77. 77 ngàn 3 mét giùm em nha, lấy thì chốt lấy giùm em mà 77 nè. Mấy chị không chốt nữa là em nghỉ nha. Em còn mặc xốp màu tím nha mấy chị, xốp màu tím có sọc cho mấy chị luôn nha. Lên áo kiểu bao đẹp cho mấy chị nè, lên áo kiểu bao xinh bao đẹp cho mấy chị luôn. Có họa tiết sọc caro giùm em nha, sọc caro giùm em. Cái này em còn được 1m7 luôn nha, 1m7. 1m7 31 ngàn, ai lấy thì chốt lấy giùm em mã 31. 31 ngàn giùm em nha, lấy thì chốt lấy giùm em mã 31 nè. 31 ngàn giùm em. Em nghĩ nha mấy chị, mấy chị nè mà chưa đủ đơn á, mai chiều mai em còn chưa, mai em còn 1 giờ em còn like nha, 1 giờ em còn like. Mấy chị nào mà khách mới á, nhắn chọn thích cái trang fanpage của em đi, để nghe mai em like nói thông báo cho mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị ủng hộ em nha, chúc mấy chị ngủ ngon nè, bye bye mấy chị nha.